Để tiếp theo chương cái lời dẫn nhập của thầy Hạnh, chúng tôi xin phép được đi vào một cái phần mang tính chất hết sức tổng quan để chia sẻ với chúng ta xem là chúng ta sẽ thiết kế một cái nghiên cứu trong thực hành lâm sàng như thế nào và tại sao chúng ta lại cần từ cái chuyện một cái ý tưởng cho đến cái nghiên cứu và công việc đó là như thế nào. Thế thì trước khi chia sẻ về những cái chuyện này thì nó sẽ có một số câu hỏi phát sinh. Ví dụ câu hỏi thứ nhất đặt ra là liên quan đến những cái gì mà thầy Hạnh vừa nói. Ví dụ như câu đầu tiên là tại sao lại là sử dụng phần mềm Stata. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên đặt ra. Thì thực ra thì phần mềm nào cũng làm được thống kê, phần mềm nào cũng đủ mạnh để chúng ta làm việc, ít có cái phần mềm nào nó không đủ mạnh cho công việc hàng ngày các bạn, trừ những cái gì nó quá sâu. Chúng tôi chọn cái Stata chỉ vì đơn giản là vì Stata là cái công cụ rất là ngắn và nó cho phép các cái thầy cô hướng dẫn giúp giảm thiểu cái thời gian để giúp đỡ các bạn. Chẳng hạn bạn gửi cái câu lệnh đấy, chúng tôi gõ một vài dòng là nó ra ngay, thay vì những cái thao tác rất là phức tạp, nhất là khi phải tiến hành cái phân tích nhóm nhỏ nó kia này khác. Đó là lý do vì sao từ xưa đến nay thì chúng tôi đều lựa chọn Stata. Có lẽ là khoảng độ 6-7 năm gần đây chuyển hết sang Stata. Còn SPSS thì trước đấy chúng tôi có sử dụng và có dùng để làm giảm trong các cái khóa như thế này. Đấy là câu đầu tiên là liên quan tại sao Stata. Thứ hai là Stata vẽ đồ thị của nó là cực kỳ tốt và đẹp. Nếu như các bạn muốn xuất bản quốc tế thì đấy là một cái điểm cộng rất là quan trọng để chúng ta sử dụng. Đấy, điểm thứ ba nữa là thực ra Stata nó rất gần với cả cái ngôn ngữ R. Nếu có bạn nào ở trường Y hoặc các trường khác tham dự, đó là cái công cụ miễn phí, nó rất là giống nhau về mặt lập trình. Nếu như chúng ta có những kiến thức cơ bản, chúng ta có thể chuyển sang rất dễ dàng. Và đấy cũng là một công cụ mạnh khác. Thế thì chúng tôi khuyến khích sử dụng Stata bởi vì đấy là cái công cụ mà mọi người làm việc đều thấy là nó rất ngắn gọn trong cái quá trình lập trình các cái câu lệnh. Và các bạn có thể học trong một thời gian rất ngắn, ví dụ trong vòng một tuần, các bạn nắm được những cái kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Thì hiếm có một cái ngôn ngữ nào mà có thể cho chúng ta được cái chuyện đấy. Tất nhiên là cái việc đó đòi hỏi chúng ta phải thực hành, chứ không phải là câu chuyện là chúng ta cứ học xong rồi chúng ta để đấy. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là tất cả cái việc mà góp ý đề cương không phải là để thay đổi cái nội dung đề cương nghiên cứu các bạn một cách hoàn toàn giống như là chúng ta bảo vệ đề cương. Đấy là bảo vệ mặt chuyên môn và đó là câu chuyện khác. Cái chúng tôi làm thuần túy chỉ rất đơn giản. Các bạn có một ý tưởng, các bạn muốn triển khai nghiên cứu thì những người thống kê sẽ góp ý cho bạn là làm thế nào để cái nghiên cứu đấy trở nên tốt hơn. Bạn hiểu ý không ạ? Chứ còn cái việc cái đề cương đó có được thông qua hay không, có trùng hay không trùng với những cái khác lại là câu chuyện khác ở hội đồng bảo vệ đề cương. Thì lưu ý câu chuyện đấy. Và chính vì thế nên là đừng giống thầy Hạnh đã nói, chúng ta đừng trình bày dài dòng phần tổng quan để làm gì, nó không giải quyết vấn đề gì cả. Rất ngắn gọn mục tiêu nghiên cứu như nào, tí nữa chúng ta sẽ trình bày cái slide sâu như thế. Và đó là lý do vì sao cái khoảng thời gian chúng ta chia sẻ với nhau mỗi người chỉ cần 5-10 phút thôi. Và khi chúng ta lắng nghe trình bày người khác, đôi khi chúng ta đã có câu trả lời cho chính mình. Thành ra để tiết kiệm thời gian của nhau và để tăng hiệu quả thì xin các bạn vui lòng hết sức là tiết chế trong những cái gì chúng ta sẽ nói và sẽ góp ý. Thứ hai là chúng ta hãy tận dụng tối đa cái cơ hội gặp được các thầy cô ở đây, những cái câu hỏi trao đổi ngoài lề, những cái đó nhiều khi nó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn rất nhiều. Thế thì cái khóa học này nó chia làm rất là nhiều phần, và cái ngày đầu tiên thì chúng ta đi về cái gọi là tổng quan về cái thiết kế. Ngày thứ ba, toàn bộ ngày thứ ba sẽ là liên quan đến thống kê là Stata cơ bản và nâng cao, những cái rất là cơ bản liên quan đến Stata để các bạn bước vào thế giới Stata. Ngày thứ tư, ngày thứ năm sẽ liên quan đến các cái mô hình thống kê khác nhau. Và ngày thứ sáu, giống như thầy Hạnh nói, sẽ là liên quan đến y học thực chứng của mỗi kiểm tra. Ngày thứ bảy, chủ nhật, chúng ta sẽ dùng để gọi là góp ý áp dụng những cái gì chúng ta đã học. Năm nay chúng tôi có thêm một phần nữa mà thầy Hạnh chưa nhắc đến, là chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng phần mềm RedCap. Cái phần mềm đó là cái phần mềm giúp cho chúng ta vào số liệu một cách tự động, và nó giúp cho bộ môn tim mạch sẽ dùng để kiểm tra số liệu các bạn, bởi vì đây là một cái khâu bắt buộc trước khi chúng ta bảo vệ. Đấy là lý do vì sao chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng phần mềm RedCap. RedCap nó hay ở chỗ là gì? Các bạn thiết kế một cái bộ câu hỏi, các bạn có thể dùng máy tính bảng, dùng iPhone, iPad để nhập số liệu một cách tự động. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm rất là nhiều công. Đấy, thì cái việc đó là cái việc mà chúng ta sẽ tập trung làm, và chúng ta có thể hỗ trợ cho nào rất nhiều những câu chuyện đấy. Thế thì để đi tiếp vào cái phần trình bày của tôi hôm nay, thì tôi sẽ nói với các bạn là chúng ta làm gì khi chúng ta có một ý tưởng nghiên cứu. Có rất nhiều bạn đến là đặt ra câu hỏi là em muốn làm nghiên cứu thì em phải bắt đầu ở đâu và như thế nào. Thì có lẽ việc đầu tiên là nó phải bắt đầu từ một cái được gọi là ý tưởng. Tại nếu chúng ta không có ý tưởng thì chúng ta chẳng làm cái gì cả. Đấy. Còn nếu như bây giờ chúng ta muốn tập dượt quá trình nghiên cứu thì chúng ta sẽ làm việc cùng các nhóm nghiên cứu, tham gia vào các nhóm các thầy, tham gia vào một phần nào đó của nghiên cứu để chúng ta biết cái process như thế nào, biết được cái quá trình nó diễn ra như thế nào.
Còn nếu chúng ta muốn làm nghiên cứu thì việc đầu tiên phải bắt đầu ý tưởng. Thì thế nào được gọi là nghiên cứu? Thì đây là một cái định nghĩa cũng tôi nghĩ là khá là cũ và bạn có thể tìm đâu đó trên Wikipedia, trên Internet và Google đúng không ạ? Bạn sẽ thấy đây là một tiến trình thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống. Bao giờ nó cũng phải có thành phần là gì ạ? Thu thập dữ liệu và sau đó phải phân tích nó. Còn nếu thu thập không, không phân tích, nó không có tác dụng gì cả. Và phân tích đó đòi hỏi những thuật toán thống kê riêng biệt và đó là lý do vì sao các cái khoa học nghiên cứu không bao giờ tách xa khỏi quá trình gọi là thống kê. Còn nếu bây giờ chúng ta chỉ thu thập nghiên cứu xong chúng ta đưa một vài con số phần trăm giống như 70% các luận văn của chúng ta thì sao ạ? Chúng ta không ra cái gì cả. Và cái cách thu thập cũng như phân tích đó phải có một cách có hệ thống. Có hệ thống nghĩa là thế nào? Tức là có phương pháp, có thiết kế, có chọn mẫu, có tính toán cỡ mẫu, có tính đến các yếu tố sai số cái nhiễu để chúng ta khử nó đi. Thì như vậy cái kết quả của chúng ta nó mới đảm bảo tin cậy và áp dụng được. Sau đó là nó để phục vụ cho một mục tiêu nào đó và quan trọng nhất là để tăng hiểu biết về một hiện tượng mà chúng ta quan tâm. Còn nếu nó chỉ để cho chúng ta tốt nghiệp thôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm. Ý đấy chúng ta sẽ đi sâu các khía cạnh là tại sao chúng ta lại nên làm mà không nên làm. Thế thì ở đây chúng ta có thể nhìn vào cái bảng ở đây để phân chia khác nhau. Nếu chúng ta quan tâm đến lĩnh vực cá nhân hay chúng ta quan tâm đến cả một nhóm người, có thể là nhóm người bệnh, nhóm người khỏe, có thể là cả một cộng đồng, có thể là nhiều quốc gia. Chúng ta quan tâm đến lĩnh vực điều trị hay là dự phòng thì chúng ta sẽ chia làm 4 thành phần khác nhau, bao gồm có y học lâm sàng, gồm hệ thống y tế công cộng hay là truyền thông sức khỏe. Thì tùy theo lĩnh vực mà chúng ta đang làm, chúng ta sẽ tác động vào đó. Và nếu như xuất phát điểm của tôi là dân tim mạch chẳng hạn hoặc là ung thư chẳng hạn thì tôi sẽ thấy là gì? Bắt đầu từ cái điều trị tôi sẽ đi đến dần đến dự phòng và sau đó tôi bắt đầu đến tuyên truyền thay đổi lối sống. Thành ra là nhiều khi các bạn cứ nghĩ là chúng ta không quan tâm đến truyền thông, chúng ta không quan tâm y tế công cộng, chúng ta hơi sai rồi đấy. Thực ra là khi mà chúng ta muốn làm tốt một việc gì đó, phần lớn chúng ta đều va chạm vào tất cả thành tố. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái lĩnh vực nào đó để xuất phát điểm và cái xuất phát điểm ở đây chúng ta đang xuất phát điểm đó là y học lâm sàng. Thế thì trong cái y học nói chung cũng như y học lâm sàng thì người ta thực ra là y học các loại hình nghiên cứu thì người ta chia làm 3 cái nhóm nghiên cứu chính và có rất nhiều cái cách để nói. Ví dụ như là nghiên cứu cơ bản hay được gọi là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu gì ạ? Ở cấp độ là cơ quan tổ chức dưới cơ thể của chúng ta, trong cơ thể của chúng ta nó diễn biến như thế nào. Sau một dạng nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu dựa trên bệnh viện hay còn gọi là nghiên cứu lâm sàng. Lâm sàng tức là nhảy vào giường bệnh, theo nó nôm na từ Hán Việt tức là nhảy vào giường bệnh, tức là nó dựa trên bệnh viện để đánh giá xem là cái bệnh tật chúng ta điều trị các thứ ra làm sao. Và cuối cùng là nếu chúng ta nghiên cứu ở một cái tầng cao hơn, tức là các cái level khác nhau từ dưới cơ quan tổ chức xong đến cơ thể xong rồi đến tầng cao hơn là gia đình, là cộng đồng xã hội thì chúng ta sẽ có cái gọi là nghiên cứu cộng đồng. Thế thì đối với cả nghiên cứu tim mạch thì từ xưa đến nay bộ môn tim mạch vẫn có truyền thống từ tận năm 2000 cơ chứ không phải là không, đều đầy đủ 3 loại hình nghiên cứu này khác nhau chúng tôi đều tiến hành. Và trước đây thì chúng ta làm rất nhiều các nghiên cứu về cộng đồng rồi các nghiên cứu về lâm sàng, đương nhiên vì đây là một viện làm lâm sàng và chữa bệnh là chính. Và gần đây thì chúng ta đi sâu hơn vào các nghiên cứu cơ bản, chia sẻ cái dữ kiện liên quan đến các tổ chức cơ quan. Thì đấy là các cái tầng khác nhau và nó đều có chung xuất phát điểm là gì? Là tim mạch. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đó là cái sự quan tâm của chúng ta về lĩnh vực tim mạch. Thì đó chính là cái mục đích, mục tiêu của nghiên cứu là để làm gì. Thông thường thì chúng ta sẽ có 3 cái mục tiêu. Ví dụ như là chúng ta làm nghiên cứu này để chúng ta hiểu. Chẳng hạn như là chúng ta hỏi người bệnh để xem cảm giác của người ta thế nào. Chúng ta hỏi người bệnh để xem cái chất lượng sống của người ta nó thay đổi ra sao sau khi điều trị. Chúng ta hỏi các nhân viên y tế để xem là làm thế nào để cải tiến được cái thời gian chờ đợi trong bệnh viện. Thì tất cả những cái chuyện đó là chúng ta để hiểu. Sau đó đến cái bước thứ hai là chúng ta để so sánh, là để xem là bệnh viện A tốt hơn hay bệnh viện B tốt hơn, ở Việt Nam tốt hơn hay là ở nước ngoài tốt hơn. Nhiều lĩnh vực ở nước ngoài chưa chắc đã bằng chúng ta. Và đương nhiên nhiều phần thì chúng ta chưa bằng nước ngoài, đúng không ạ? Nhưng nước ngoài là nước nào thì bắt đầu chúng ta chia ở trong đấy để bắt đầu tính toán. Và cuối cùng cái quan trọng bậc nhất là sau khi chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã so sánh được cái việc nọ với việc kia rồi thì bắt đầu để ra quyết định, hay còn gọi là quyết định dựa trên bằng chứng. Đấy chính là y học thực chứng. Hay đấy cũng chính là gì ạ? Là y tế công cộng, là quản lý bệnh viện dựa trên bằng chứng. Tức là chúng ta phải dựa vào các bằng chứng khác nhau để chúng ta quyết định dùng thuốc này, dùng thuốc kia, giúp ngắn quá trình chờ đợi này hay làm việc khác. Thì đấy là 3 mục tiêu cơ bản. Và tất cả những cái gì chúng ta làm nghiên cứu, nó sẽ lần lượt để trả lời các mục tiêu này. Ví dụ có những bạn bảo, em muốn đo cái đường kính của một cái động mạch X này chẳng hạn. Thì câu hỏi đặt ra là để làm gì? Đúng không ạ? Thì các bạn phải trả lời được để em xem cái diễn biến với bệnh là như thế nào. Thì câu đó chúng ta lại trả lời, hỏi tiếp. Sau khi biết được cái diễn biến đây, chúng ta làm gì tiếp? Chẳng hạn nếu cái đường kính này to đến giới hạn thì nó sẽ nứt vỡ, nó có biến cố. Thì lúc đó là chúng ta phải theo dõi để chúng ta xem cái đường tốc độ tiến triển đường kính này theo thời gian làm sao. Thì như vậy là rõ ràng là
khi chúng ta cứ hỏi đi hỏi lại các câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ tìm ra được là cái gì thực sự là cái đích nghiên cứu của chúng ta, thay vì chúng ta cứ là đi làm một cái nghiên cứu mà chúng ta không rõ là chúng ta đang làm cái gì. Hoặc là ví dụ bạn so sánh biện pháp chẳng hạn giữa siêu âm với chụp mạch chẳng hạn, thì tại sao lại phải so sánh như vậy? Ví dụ bạn có thể nói, à nếu mà em tìm ra được mối liên quan là gọi là gần như là có một mối liên quan hết sức sâu sắc và chặt chẽ, có độ nhạy đến tận 99%, thì thay vì việc chụp mạch là biện pháp có ăn tia, có thuốc cản quang, có ảnh hưởng nguy cơ người bệnh, em dùng một biện pháp khác là không xâm lấn để phát hiện sớm một thứ, để dự báo sớm một thứ, thì như vậy nó sẽ có ý nghĩa trong lâm sàng. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Chúng ta bắt đầu từ một cái ý tưởng, một cái mối quan tâm nào đó, một cái bức xúc gì đấy trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, tại sao bệnh nhân lại nằm quá lâu trên giường như thế? Tại sao bệnh nhân lại giống như là chúng ta đi buồng? Chúng ta thấy tại sao đến một bệnh viện khác, có rất nhiều bệnh viện khác trong Hà Nội, bệnh nhân không phải nằm ghép, tại sao bị tim mạch phải nằm ghép? Ví dụ như vậy. À thì đấy là cái sự bức xúc của chúng ta, chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu tại sao bệnh nhân lại nằm đông như vậy, làm cách nào rút ngắn thời gian nằm viện. Cái đấy có phải là nghiên cứu ạ? Cái đấy là một nghiên cứu. Cái đấy có là lâm sàng ạ? Chính là lâm sàng. Nhưng nó có liên quan đến mấy cái món điều trị thuốc men của chúng ta không? Nó chả liên quan gì cả, vì đấy là liên quan đến vận hành hệ thống y tế. Vậy là gì? Chúng ta là bác sĩ, cái vấn đề đấy chúng ta rất quan tâm, nhưng nhiều khi nó lại không phải là những cái hàng ngày chúng ta đang làm, mà nó là cái hệ thống mà đang chứa đựng chúng ta trong đó. Vậy thì nếu chúng ta lùi lại một tí, chúng ta nhìn lại cái sự vật hiện tượng một chút, chúng ta có thể có rất nhiều cách tiếp cận với nhau, và như vậy nó tạo thành cái vòng tròn liên tục là gì ạ? Từ một ý tưởng, có thể là cái quan sát, chẳng hạn đi nghe hội nghị, à biện pháp này sao hay thế nhỉ, liệu chúng ta có rút ngắn được này không, tôi có thể mang được cái thuốc này về dùng hay không, tôi có thể mang được cái biện pháp chẩn đoán này mang để về làm sớm hay không. Hoặc là mình đọc báo, đặc biệt là đọc các cái bài phân tích và phản biện, chúng ta mới thấy là có những cái bài báo nó rất hay, và tôi rất cứ đọc những cái bài như thế, được gọi là các cái bài bình luận, các bài nghiên cứu, thì mình biết là cái nghiên cứu này nó thực hiện rồi, thì điểm yếu của nó là gì, chỗ nào nó chưa trả lời được, thì à đấy là những cái chỗ mà chúng ta có thể bắt đầu cái nghiên cứu mới. Như vậy rõ ràng là chúng ta đọc các bài bình luận đó về đây một cái, chúng ta biết ngay là có thể áp dụng được vào đâu. Thì cái công việc đấy là công việc gì? Đấy là công việc chọn lọc và khư trú cái ý tưởng nghiên cứu và cái chỗ mà chúng ta có thể làm được. Còn nếu bây giờ chúng ta cứ chỉ gọi là ôi rồi đến một tháng nữa mình phải có đề cương, mình phải nghĩ là cái gì đi, thế thì nó sẽ không ra được, vì chúng ta không quá sâu vào trong lĩnh vực đó. Và khi chúng ta nhìn xung quanh, và đây là cái hiện tượng cách đây độ một tuần thôi, các bạn cứ nói lên đề tài nào thì lại bảo cái này đã làm rồi, đã trùng rồi. Vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có một cái nhìn tổng quan và chưa thực sự đi sâu nghiên cứu chuyện đó. Thế thì nó là cái vòng tròn, có nghĩa là gì? Đầu tiên là một ý tưởng, sau đó chúng ta làm thử nghiệm, làm nghiên cứu, từ kết quả nghiên cứu có thể là âm tính, có thể dương tính, ra bắt đầu các cái khuyến nghị, khuyến cáo, ứng dụng vào trong thực hành lâm sàng. Xong rồi khi ứng dụng vào, chúng ta lại đo đạc lại một lần nữa, lại ra các tiêu chí mới, lại ra các giả thiết mới, và nó làm một cái vòng xoáy như thế này. Thế thì nếu nó làm cái vòng xoáy như này thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng như thế nào ạ? Tức là chúng ta có một cái chủ đề nghiên cứu rất lớn. Ví dụ các bạn nói với tôi là chẳng hạn là siêu mạch máu trong một bệnh X chẳng hạn, đấy là một chủ đề rất lớn. Và trong quá trình làm chúng ta thấy phát sinh cái này, phát sinh cái kia, thì chúng ta bắt đầu mới nghi ngờ cái của chúng ta đang làm, liệu chúng ta phải thêm protocol, thêm cái nọ, thêm cái kia hay không. Và ngay cả các chúng ta khi đang làm nghiên cứu cũng có xu hướng là gì ạ? Nhiều khi rất muốn thay đổi protocol bởi vì nghĩ rằng cái đấy nó không đúng nữa. Đúng không ạ? Thế thì thực ra đấy là cái tiến trình mà chúng ta thay đổi trong suy nghĩ, trong hành động là một quá trình tất yếu. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tuân thủ protocol để chúng ta chứng minh rằng cái việc chúng ta đã làm là đúng hay là sai. Và vì thế chúng ta cố gắng thiết kế cái nghiên cứu ban đầu nó càng chặt chẽ, càng cơ bản, càng tốt, nó càng đỡ phải thay đổi. Chứ còn y khoa là một cái gọi là thay đổi liên tục. Tôi xin phép được chia sẻ bản thân, bởi vì nói những người khác thì lại động chạm, và thực ra là mình không hiểu sâu hết. Nhưng ví dụ ngày xưa lúc mà tôi làm đề tài nghiên cứu sinh ạ, hồi đấy các thầy giao cho một đề tài bảo hãy làm về tăng huyết áp ở phụ nữ, thì làm cái quái nó được, đúng không ạ? Xong rồi bắt đầu vẽ ra xăm ba cái mô hình tác động cái nọ thế kia, phụ nữ thì phải nấu nướng cho nên là chắc nấu ít nấu nhiều thì nó làm thay đổi được huyết áp, đúng không ạ? Và như vậy mình phải thay đổi suy nghĩ thì nó mới thay đổi huyết áp. À thì mình vẽ ra một cái sơ đồ hoành tráng. Đến lúc sơ đồ hoành tráng xong, có thể có ý bảo như thế này thì sẽ khó khăn ở chỗ này, làm được ở chỗ này, làm được ở chỗ kia. Thế là mình bảo vâng, thì em cứ theo đuổi thôi. Thì sau một thời gian làm thử thấy bị bấp thì làm thế nào ạ? Bấp thì phải đổi đề tài. Thế là lại bắt đầu loay hoay, bắt đầu mới đổi đề tài, bắt đầu nghĩ là lúc đấy sẽ có một cái gọi là kỳ bảo vệ giữa kỳ, giống như các bạn ở bên tim mạch thì có cái kỳ kiểm tra số liệu lần 1, lần 2, để các bạn xem là các bạn bị vấp gì không và có cần phải thay đổi đề tài không. Thế tại sao chúng tôi chia các mốc là để như vậy, là để thay đổi đề tài, chứ không phải là đến lúc gần bảo vệ rồi mình gãi đầu gãi tai và thời ơi bây giờ em không lấy được bệnh nhân nào, và không lấy được bệnh nhân nào thì thôi chứ gì nữa.
thì nghỉ, đúng không ạ? Chứ còn làm sao mà thay đổi nữa. À, theo lúc đấy tôi bắt đầu mới thay đổi cái đề tài khác. Tuy nhiên là trong quá trình mình làm thì mình tự nhiên mình lại thấy là có một vấn đề mới nó nảy sinh lên, và mình lại, vì hồi đấy tôi làm yếu tố nguy cơ, tự nhiên tôi thấy là các yếu tố nguy cơ nó đi chùm với nhau, thế là bắt đầu nhảy sang cái khái niệm gọi là khái niệm chùm yếu tố nguy cơ. Và sau đó gõ internet ra thấy rằng à, cái này hóa ra cũng không nhiều người làm lắm, như vậy mình làm khả năng cao là mình sẽ thành công, và khả năng cao là mình đạt được bài, bạn hiểu không ạ? Thế là mình đi theo cái hướng đấy và làm thử thì ra được kết quả. Ra được kết quả thì bắt đầu lúc đó mình bắt đầu mới làm tiếp can thiệp, và lúc đầu mình mới ngồi nghĩ lại là à, cái đầu tiên của mình như thế nào và cái cuối cùng bây giờ ra sao. Và lúc đấy tôi phải làm một nhiệm vụ là gì? Tôi phải thuyết phục hội đồng, hồi đấy có khoảng độ 10 người, rằng là tại sao tôi lại thay đổi cái đề tài từ cái A sang cái B. Đấy thì lúc mình trình bày kết quả ra, các thầy bảo ok, thế này là ok. Như vậy là gì? Quá trình nghiên cứu thực ra xét đến cùng, quá trình nghiên cứu là quá trình liên tục thay đổi trong tư duy các bạn. Tuy nhiên là nếu mà cái đấy là thay đổi trong tư duy, còn có những thứ việc chúng ta vẫn phải bám theo để chứng minh rằng cái ý tưởng này đúng hay sai, chứ không thể bảo là hôm nay em thấy biện pháp này rất hay, ngày mai em có biện pháp khác, hôm nay làm xuyên duple mô, ngày mai lại thành 3D, ngày kia lại được quản ạ, thế thì chết. Thì cái đấy nó sẽ không dẫn đến cái gì cả. Cái đấy chúng ta cần phải nghĩ đầu từ trước, và có thể sau 6 tháng, sau 1 năm, thậm chí sau 3 năm bạn thấy là thất bại. Thì sao ạ? À, thì chúng ta phải công bố cái thất bại đấy. Chúng ta phải công bố cái thất bại đấy, vì đấy mới được gọi là ý đức. Chúng ta phải công bố thất bại để người khác đừng có dẫm chân vào cái vết xe mà chúng ta đã đi. Tiếp thay là những cái nghiên cứu âm tính rất khó để đăng bài, đúng không ạ? Đấy là sự thực nó là như vậy. Thế thì để chúng ta hiểu cái câu chuyện đấy là thực ra là tại sao trong cái đề tài nghiên cứu trong cái đề cương mà chúng tôi yêu cầu các bạn trình bày, chúng tôi bao giờ cũng có một câu là cái B plan là gì, tức là nếu thất bại thì bạn làm gì. Bạn phải tính trước từ đầu lúc đấy, nếu em thất bại thì em biến một cái nghiên cứu can thiệp trở thành nghiên cứu mô tả, em sẽ mô tả cái này, em sẽ mô tả cái kia. Thì đấy là cái cách để chúng ta tránh được những cái khó khăn mà chúng ta mắc phải. Thế thì đây là cả một quá trình là liên tục đi từ thực tiễn đến thông tin rồi đến thông điệp, cuối cùng là thực hành. Và đấy là cái được gọi là y học dựa trên bằng chứng, tất cả những gì chúng ta đang làm ngày nay. Thế thì đây là một cái vòng tròn khác, nó phức tạp hơn rất nhiều. Ở đây là một cái để cho chúng ta nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang nghĩ. Ví dụ chúng ta định lượng cái gen, chúng tôi có thể nói một cái đề tài cực kỳ giới đất thôi. Các bạn có thể không hiểu được tại sao tôi lại làm nghiên cứu đấy. Ví dụ như là năm ngoái chúng tôi có làm cái đề tài nghiên cứu là chúng tôi đo kích thước cái động mạch quay ở một cái vị trí nhất định. Mọi người không hiểu là tôi làm cái đấy để làm gì cả. Nhưng mà chúng ta đo cái kích thước đấy để chúng ta biết được là xem là nếu bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đấy làm một đường vào mới của động mạch thì nguy cơ xác suất xảy ra biến cố là bao nhiêu. Thì thành ra là nó có một quá trình gối từ cái nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu thực tiễn, và rất khó để thuyết phục cái người chấm trong hội đồng đề cương của chúng ta được biết là cái công việc này là như thế nào. Tuy nhiên là đấy là được gọi là cái nghiên cứu cơ bản. Tôi bây giờ và năm nay chúng ta có một loạt các nghiên cứu mà các bạn đi sâu vào nghiên cứu gen. Thì tại sao phải nghiên cứu gen? À, thì lúc đấy chúng ta phải giải trình những cái ý tưởng nghiên cứu gen là vì sao và như thế nào, nó thay đổi cái thực hành lâm sàng của chúng ta ra sao, thì lúc đấy cái nghiên cứu chúng ta mới được duyệt. Còn nếu không chúng ta sẽ bị tạm vào một cái, tí nữa chúng ta sẽ phân tích quay trở lại được gọi là ý đức. Thì đây là cái vòng tròn khác nhau. Và thực ra thì nó, nếu sau này khi bạn làm nghiên cứu rồi, các bạn sẽ thấy là cái nhu cầu hết nghiên cứu này nó lại đẻ ra một nghiên cứu mới. Đấy, thì lúc đó là lý do vì sao mà chúng ta còn ngồi ở đây và các cái khóa học này cứ liên tục đến năm 11, 12 là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta nói đến các cái khía cạnh hay là các cái chiều khác nhau của một cái nghiên cứu. Ví dụ như là gì ạ? Chúng ta có thể là kiểm định một cái giả thiết mới. Chúng ta cũng có thể làm cái phân tích gộp để xem lại trong quá khứ cái phần này đã được trả lời như thế nào. Thế thì như vậy thì thực ra là nếu gọi là đánh giá cái tính mới của một cái nghiên cứu thì những cái tổng quan chưa chắc đã mới, giống như là các cái hướng mà chúng ta định thử nghiệm, nhưng nó lại rất có tác dụng để chúng ta có được thêm những cái dữ kiện mới. Và đó là lý do vì sao mà năm nay chúng tôi quyết định nhân có một bạn muốn làm cái phân tích gộp, thì chúng tôi mời các giảng viên đến và để hướng dẫn chúng ta cách làm về phân tích gộp. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là năm nay chúng ta sẽ làm thử để báo cáo thử ở phòng sau đại học. Nếu sau đại học sau này chấp nhận cái phân tích gộp đấy như một cái luận văn thì chúng ta sẽ đỡ được những công rất là nhiều. Bởi vì là như mà chúng ta nhìn sang một nước bên cạnh của chúng ta là Trung Quốc chẳng hạn, thì đại đa số các kết quả phân tích gộp là của tàu làm hết, tất cả các tác giả tàu là làm. Vì sao lại như vậy? Chỉ cần là chúng ta xin dữ liệu từ các nguồn khác nhau, ngồi tổ hợp lại, phân tích ra một cái, tìm một mối tương quan x, y, z gì đó và diễn giải cái đó ra trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta như nào là đủ, thay vì chúng ta phải làm hết sức phức tạp. Đấy là chúng ta dựa trên các dữ kiện người khác
Tất nhiên đấy là về một khía cạnh nào đấy thì nó cũng không trả lời hết được những gì chúng ta quan tâm, nhưng dù sao chăng nữa trong cái bối cảnh mà chúng ta thiếu tiền, chúng ta thiếu nguồn lực thì đấy là một cái cách để chúng ta làm nghiên cứu. Vì thế nên là nó vẫn ra là một cái nghiên cứu vẫn có thể đăng tải tốt, nó vẫn trả lời được câu hỏi thực hành trên lâm sàng, nhưng nếu bạn có mới hay không thì nó không hề mới. Thành ra là đánh giá tính mới nghiên cứu là như vậy. Cái thứ hai là gì ạ? Đánh giá xem là cái nghiên cứu này là nghiên cứu lý thuyết thuần túy hay là nghiên cứu có tác dụng trên lâm sàng. Có những cái chúng ta phải giải thích mãi người ta mới hiểu được. Ví dụ bây giờ tôi định lượng một cái gen ở bệnh nhân tim mạch để xem là khi dùng allopurinol có bị phản ứng dị ứng hay không. Các bạn hỏi thế để làm gì? Và rất nhiều người hỏi để làm gì? Thì tôi có thể bảo: dạ thưa thầy, thưa cô, đây là nghiên cứu cơ bản. Chúng em chỉ thuần túy tìm xem là có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân dùng allopurinol thì bị phản ứng mẫn cảm, bong da toàn thân rồi nọ kia đấy ạ. Thì đấy, xếp vào nghiên cứu cơ bản, có thể ứng dụng trên lâm sàng là không nhiều lắm. Nhưng về một khía cạnh khác, tại sao cái này là ở làm ở tim mạch là câu số 2? À, bởi vì allopurinol gần đây được coi là một cái thuốc chữa đau ngực trơ, chẳng hạn đau thắt ngực trơ. Bọn em nhìn thấy trong cái bài review nó có một phần như vậy, và có thể là về sau này sẽ dùng allopurinol để điều trị cho bệnh nhân đau thắt ngực trơ. Và nếu như vậy thì phải loại trừ được cái khả năng dị ứng. Và nếu như vậy thì chỉ cần định lượng cái gen này là xong, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta dẫn dắt với nhau, là như vậy là chúng ta đã chỉ ra một con đường là từ nghiên cứu cơ bản để sang gì ạ? À? Nghiên cứu ứng dụng. Thì như vậy là các bạn về sau này các bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ nó xảy ra ở đâu đó dường như nó chẳng bao giờ liên quan chúng ta, tuy nhiên nó lại liên quan rất chặt chẽ, và nếu chúng ta chỉ cần thay đổi cách nhìn đi một chút, chúng ta sẽ tìm ra được một loạt cái mới. Thứ hai là những cái khác là gì ạ? Ví dụ nghiên cứu này có thể tập trung vào nghiên cứu gì ạ? Đo lường một vài thứ tính năng, đo lường nồng độ chất X, chất Y, chất Z, đo lường sắt huyết thanh, đo lường hemoglobin. Đấy là một dạng đo lường gọi là độ ngưng tập tiểu cầu. Nhưng cũng có một cái dạng khác là chúng ta đo gì ạ? Đo chất lượng sống, đo mức độ đau ngực. Chẳng hạn cái thuốc này dùng nó có giảm đau hay không? Làm can thiệp xong bệnh nhân nó có đỡ đau ngực vì can thiệp không? Hay là thuần túy là vì cái gì ạ? Vì động tác chúng ta chọc mạch. Đấy là những thứ chúng ta cần phải trả lời, đúng không ạ? Thì đấy là các khía cạnh khác nhau. Và lúc đó chúng ta tập trung vào một vài ca. Chẳng hạn tôi báo cáo một ca mà ví dụ như là 100 năm mới gặp một lần thì chỉ cần một ca là đủ. Nhưng nếu mà cái ca đó gặp hàng ngày thì sao ạ? Chúng ta phải có 100 ca thì mới báo cáo được. Thì đấy là tùy theo cái quy mô, cái tính hiếm của nó mà chúng ta quyết định là nghiên cứu như nào. Rồi về mặt phương pháp, chúng ta có thể làm cái nghiên cứu định tính và một cái nghiên cứu định lượng. Ví dụ như thế này, bạn bảo là cái khuyến cáo mới về sử dụng kháng ngưng tập tiểu cầu là rất cần thiết, rất nên áp dụng ABCDF, đúng không ạ? Thì tại sao thực tế nó lại không phải là 100 bệnh nhân đều được tuân thủ theo khuyến cáo đó? Có lý do gì đã làm cho cái khuyến cáo đấy không đi vào được thành lâm sàng? Thì lúc đấy chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải đi phỏng vấn để xem là bác sĩ cấp cứu tại sao lại không cho dùng, chẳng hạn như là tại sao không dùng ticagrelor cho bệnh nhân hội chứng vành cấp mà khuyến cáo đã nêu là phải dùng. À thì người ta mới trả lời vì thiếu thuốc, vì bảo hiểm, chất toán, vì ABCDF. Thì cái động tác chúng ta hỏi chính là một dạng nghiên cứu. Cái kết quả hỏi chính là gì ạ? Chính là một cái nghiên cứu định tính, và trên cơ sở đó chúng ta có thể có cái cách để chúng ta làm thay đổi giúp cho người ta có thể áp dụng được khuyến cáo cách tốt hơn. Đấy, thì cái đích cuối cùng chúng ta vẫn làm tốt hơn là cải thiện lâm sàng, cải thiện chất lượng điều trị cho người bệnh. Và cái hình thức đó, thay vì chúng ta đo lường một vài thứ, chúng ta lại đi sâu vào phỏng vấn. Thành ra là đấy một dạng hình thức khác, và đấy cũng là một cái phương pháp riêng biệt chứ không phải là không. Và đặc biệt cái điều đấy nó rất quan trọng khi chúng ta nghiên cứu những cái thứ mà nó mang tính chất là ví dụ bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, thì cái gì là quan trọng? Chất lượng sống là quan trọng hay là thời gian sống còn là quan trọng, theo ý các bạn ạ? À? Đúng không ạ? Các bạn muốn kéo dài thêm 3 ngày để đặt ống nội khí quản hay là các bạn muốn ra đi thanh thản? Rõ ràng hai khái niệm đấy là rất là khác nhau, không? Và cái gì là quan trọng với mỗi người thì chúng ta không làm nghiên cứu, tại sao chúng ta lấy quyền quyết định? Tại sao trường hợp này bạn cấp cứu, tại sao trường hợp kia bạn ngừng? Thì phải có cái để mà chúng ta làm nghiên cứu. Thì cái đó chính là một cái cách thức khác, một cái cách tiếp cận hoàn toàn khác mà trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Chúng ta chỉ nghĩ là gì? Em đo cái này, em phải tính cái kia. Và em nghĩ rằng cái đấy nó chính xác hơn. Nhưng thực tế nếu chúng ta hỏi, có cách hỏi, có kỹ thuật hỏi, nó sẽ ra được những thứ không hề kém. Tương tự như vậy, có một dạng thức khác, là đây là dạng thức là nghiên cứu can thiệp hay là nghiên cứu quan sát. Ví dụ bệnh nhân ở đây được điều trị phương án A, được điều trị phương án B, thì đấy rõ ràng là một cái can thiệp. Chứ còn quan sát thì sao? Cứ để nguyên để xem huyết áp nó tăng như nào trong cộng đồng, cứ để nguyên để xem có bao nhiêu phần trăm nó xảy ra biến cố, thì đấy là một dạng quan sát. Và thực ra nó sẽ tranh luận, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nhiều câu hỏi liên quan đến đó, là tại sao chúng ta phải làm một cái nghiên cứu quan sát, và liệu nghiên cứu quan sát có hợp với cả y đức hay không. Ví dụ chúng tôi ngày xưa có một cái nghiên cứu, một cái dự án được gọi là dự án
Phila Bavi, tức là một cái cơ sở thực địa ở trong cộng đồng, và chúng ta chỉ làm một nhiệm vụ thôi, là ngày nào tuần nào tháng nào cũng đến hỏi người ta xem người ta sinh sống ra bao nhiêu, đẻ thêm bao nhiêu, chết bao nhiêu. Và đấy là cái nghi quan sát. Thế thì sau 10 năm toàn bộ hội đồng quyết định ngồi họp lại là cái việc chúng ta làm quan sát thì có đổi không. Bây giờ chúng ta quan sát người ta 10 năm, chúng ta nhìn thấy các cái gọi là sự thay đổi người ta, chúng ta biết người ta gặp vấn đề gì rồi, bây giờ chúng ta lại vẫn quan sát tiếp thì liệu có được không, có gọi là có mang tính chất là đúng đắn và đạo đức hay không. À, thế là lúc đấy hội đồng quyết định là đây là cái thời điểm chúng ta có thể phải tiến hành một vài nghiên cứu can thiệp ABC dựa trên những cái mặt mà bệnh mà người ta đang có. Thế là lúc đó chúng ta mới thay đổi cách. Đấy, thành ra là giữa cái chuyện quan sát là can thiệp tùy tình huống cụ thể, chúng ta sẽ thấy nó nảy sinh rất nhiều vấn đề mới và để xem là như thế nào. Hay một cái ví dụ, trước đây là chúng ta có một cái việc là khi mà chúng ta so sánh biện pháp điều trị A với cả placebo. Placebo là gì? Là giả dược, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có một cái thuốc mới, chúng ta cho một viên bằng bột mì và chúng ta cho bệnh nhân uống để so sánh xem như nào. Đấy là nghiên cứu kinh điển và thử nghiệm lâm sàng, so sánh giữa một biện pháp điều trị với placebo. Thế bây giờ nếu biện pháp đấy là mổ thì sao? Thì chúng ta đang so sánh giữa cái gì ạ? Mổ và bột mì à? Đúng không? Vì placebo là bột mì mà. Thế thì thành ra là sau một thời gian thì người ta thấy là cái chuyện này không ổn. Có thể là chúng ta sẽ phải so sánh cái mổ này với một cái mổ khác ít hơn. Và chính vì thế nên là những năm độ 2017 nó bắt đầu ra đời một loại thử nghiệm mới là so sánh giữa cái chuyện, chẳng hạn trước đây chúng ta so sánh việc nong mạch vành với việc dùng thuốc, thì bây giờ người ta bảo là không thể nào so sánh giữa một cái động tác, một cái thủ thuật thực sự với bột mì được, mà bây giờ phải so sánh cái thủ thuật thực sự là có can thiệp với một cái thủ thuật mà chúng ta không làm gì cả. Và như vậy là những năm 2017 nó bắt đầu ra đời một loại thủ thuật mới được gọi là same procedure, tức là gì ạ? Người ta cùng chọc bệnh nhân, người ta cùng đưa ống thông vào, người ta cùng đặt bệnh nhân lên bàn, giống hết như chúng ta đang làm gì ạ? Đang làm can thiệp, nhưng bộ bên là chúng ta can thiệp thật, bộ bên là chúng ta đút sông vào rút sông ra. Và lúc đấy chúng ta so sánh để xem thực sự là kết quả là như thế nào. Và kết quả mới nhất của một cái dạng đấy cho thấy là gì ạ? Cái việc chúng ta đút ống thông vào cũng đủ để làm cho bệnh nhân hết ống. Bạn thấy không ạ? Rõ ràng nó làm thay đổi hẳn cái quan điểm. Trước đây chúng ta cứ vỗ ngực tự hào là chúng ta phải làm cái nọ, phải làm cái kia thì nó mới có tác dụng. Nhưng mà thực tế nó không hẳn là như vậy. Như vậy là nó có từng đối tượng khác nhau mà cái động tác chúng ta làm nó có thể đem lại cái tác dụng khác. Thì như vậy là gì ạ? Giữa cái việc quan sát hay là can thiệp nhẹ, can thiệp nhiều, ít hay nhiều, mỗi một cái cấp độ này nó rất khác nhau. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải biết là thiết kế như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì khi chúng ta thiết kế hợp lý đâu là nhánh can thiệp và đâu là nhánh chứng thì chúng ta mới biết được là động tác của chúng ta thực sự làm có hiệu quả hay không. Thì đấy là cái phần để về sau khi nó đi sâu vào. Và thực ra là trong lúc mà góp ý cho bạn ở trong cái đề cương ấy, câu hỏi luôn đặt ra là gì? Nhóm chứng là cái gì? Bạn so sánh với cái gì? Bạn chia các nhóm nhỏ như thế nào? Thì như vậy sẽ biết được là nhóm chứng bạn ra sao, và trên cơ sở đấy sẽ biết được là cái biện pháp hay kết luận là như nào. Thế thì đấy là những cái chiều khác nhau của cái nghiên cứu, và lúc đó chúng ta sẽ có cái định nghĩa. Thế thì đấy là nói đại cương để cho chúng ta hiểu là cái vai trò nghiên cứu như thế nào. Và bây giờ chúng ta đi sâu vào từng bước cái này nghiên cứu thì nó có 3 bước chính. Chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại cái 3 bước này cho nó dễ hiểu, bởi vì thực ra loanh quanh nó như thế thôi. Đầu tiên là xác định vấn đề, tôi cần nghiên cứu cái gì. Có hai loại. Một loại là gì ạ? Bạn đã có sẵn câu hỏi trong đầu rồi. Đây là vấn đề em bức xúc lắm rồi, em bây giờ phải làm giải quyết bằng được. Ví dụ như là bệnh nhân của em không chịu uống thuốc này thì làm thế nào người ta uống? À, thì đấy là bạn có vấn đề, và lúc đấy chúng ta bắt đầu đọc lý thuyết để xem giải quyết vấn đề thế nào. Biện pháp 1, biện pháp cái này là bằng tuyên truyền này, cái này là bằng nhắc này. Ví dụ bây giờ bệnh nhân mạch vành hay bệnh nhân đái đường ạ, có một lô thuốc như này, thì bây giờ có công cụ nhắc người ta uống thuốc thế nào, và nó sinh ra cái hộp gì ạ? Cái hộp thuốc mà chia ngày, chia sáng chiều, rồi nó sinh ra các cái gì? Nó sinh ra các ứng dụng trên điện thoại di động để nhắc người ta đến giờ này phải uống thuốc. Rồi nó sinh ra cái điện thoại di động tốt hơn ở nữa là gì? Chẳng hạn như bây giờ bạn bảo ok, bây giờ có một cái điện thoại di động để nhắc người ta uống thuốc, nhưng người ta uống nhầm thì sao? Thế thì bây giờ người ta mới tận dụng cái tính năng nhận dạng viên thuốc bằng cách là gì? Cầm viên thuốc lên giơ vào điện thoại, nếu cái này hiện ra màu xanh thì là uống, còn hiện ra màu đỏ tức là cái đấy không phải là viên thuốc đó thì dừng lại không uống. Thì như vậy là chúng ta đã cải tiến một cái thứ gì ạ? Một cái đã sẵn có thành cái mới, và nó thành một cái bài toán nghiên cứu mới. Đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nó sẽ có rất là nhiều kiểu. Thì việc đầu tiên là chúng ta xác định vấn đề. Còn có một dạng thứ hai là gì? Trong đầu em chả biết cái gì cả, em chỉ biết là đến ngày giờ này em phải bảo vệ đề cương, thế giờ làm gì? Đúng không ạ? Thì đấy là cái thường xảy ra. Thì chúng tôi, thói quen của chúng tôi bao giờ chúng tôi cũng bảo cái bạn thích cái gì? Đầu tiên phải là thích cái gì đã. Bạn đang làm ở lĩnh vực nào? Hàng ngày bạn đang tiếp xúc với đối tượng nào?
câu hỏi mà bạn thường trực ở trong đầu là cái gì, hoặc cái gì mà bạn thấy hay. Thế thì sau đó bạn bạn đến bạn nói là em thích lĩnh vực động mạch cuộc sống ạ, em thích lĩnh vực là phục hồi chức năng sau mổ cuộc sống ạ, hoặc là em thích về tuyên truyền bệnh nhân bỏ thuốc lá. Đấy là những thứ mà em thích hoặc là em quan tâm hoặc là em đang bức xúc. Thì lúc đó thầy hướng dẫn sẽ dựa trên cái ý tưởng đó để bắt đầu sắp xếp là vậy với ý tưởng đó của bạn thì chúng ta sẽ lựa chọn thiết kế kiểu nào cho nó phù hợp. Và đấy là cái đích của khóa học này. Khóa học này là gì ạ? Là để giúp cho các bạn là từ một ý tưởng của bạn và biến nó thành hiện thực. Chứ còn nếu mà bạn đi phục vụ cho một người khác thì trên nhân một ngày đẹp trời bạn thấy mệt mỏi đúng không ạ, vì cuộc sống nọ kia, bạn sẽ buông tay ngay lập tức và bạn sẽ không bao giờ đi tiếp. Thành ra là để làm nghiên cứu được, việc đấy đầu tiên phải xuất phát từ chính bạn. Bạn muốn gì, bạn thích gì, sau đó bắt đầu có bổ sung thêm các ý khác vào nữa. Đấy, còn dĩ nhiên là chẳng hạn chúng tôi đối với cả bên tim mạch chẳng hạn thì có những nội chú tim mạch thì thời gian dài nhiều hơn, có nhiều thời gian để làm nghiên cứu hơn, thì chúng tôi sẽ cho những đề tài hóc búa hơn để có nhiều thời gian hơn, và cũng như để tiếp nối. Thì đấy là một cái khía cạnh khác của vấn đề khi các bạn còn đang mới quá. Còn những bạn cao học là các bạn đã đi làm, đã va chạm, đã biết rằng bệnh viện tôi cần phát triển cái gì, vị trí của tôi sắp tới là cái gì, tôi cần phải có cái gì trong tay, thì mời các bạn nêu ý tưởng đấy ra và các thầy sẽ giúp các bạn là biến cái đấy trở thành một cái đề tài cụ thể. Đấy, thì đấy là cái vai trò thầy hướng dẫn là như vậy. Thì lúc đó bạn có thể làm gì? Thảo luận với người muốn cần nghiên cứu. Ví dụ bạn về bạn nói chuyện với cả bệnh nhân. Bệnh nhân bảo bệnh viện của bác đẹp lắm nhưng có cái nhà vệ sinh thì nó tồi. À, thì đấy là cái đích để chúng ta cần phải thay đổi. Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Thay vì cái câu chuyện chúng ta cứ bảo là chúng ta phải điều trị tốt cái nói kia, chúng ta làm cái sửa cái nhà vệ sinh nó tốt. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái là gì ạ? Nghiên cứu quản lý hệ thống giám sát chất lượng nhà vệ sinh chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Đó là một cái đề tài trên thực tế mà hoàn toàn có. Đấy là một cách, tức là thảo luận với cái người thực sự người ta đang cần. Cái dạng thứ hai là các bạn trao đổi các chuyên gia hoặc là đọc cái tổng quan nghiên cứu. Thì cái khả năng đọc tổng quan nghiên cứu sẽ có các cái bài, ví dụ như là kỹ thuật để tìm kiếm dữ liệu, kỹ thuật để làm sao phân tích một cái bài đấy như thế nào cho nó tốt, hoặc là các bạn trao đổi với những chuyên gia trong ngành. Ví dụ như là các thầy cô bên bố tim mạch thì đi chấm luận văn nhiều rồi, biết được là cái lĩnh vực đấy đã có người làm chưa, cái hướng này có ứng dụng được hay không. Thì đấy là cái cách rất là ngắn gọn để chúng ta có thể làm được việc. Thế thì sau khi chúng ta đã xác định được cái vấn đề đấy rồi thì bắt đầu chúng ta mới cụ thể hóa thành các mục tiêu và bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu tính toán xem là để trả lời câu hỏi đấy thì làm thế nào. Thì ở đến thời điểm này bắt đầu vai trò các nhà thống kê xuất hiện. Chúng ta lựa chọn thiết kế dạng nào, chúng ta so sánh cái gì với cái gì, chúng ta theo dõi trong thời gian bao nhiêu lâu, thì nó có công thức để tính toán. Vì sao phải tính? Để khi chúng ta làm được một kết quả nghiên cứu đây là đáng tin nhưng mà tiết kiệm nhất. Tiết kiệm nhất về thời gian, về chi phí, đấy là những cái rất là quan trọng. Thành ra là chúng tôi hết sức không hài lòng và không cảm thấy thoải mái khi đọc các nghiên cứu mà cứ để chữ bước đầu. Bước đầu cái gì mà bước đầu, các bạn toàn bước 2, bước 3 rồi bước đầu cái gì mà. Thứ hai là gì ạ? Là nếu cái nghiên cứu này chúng ta phải trả lời được một cái gì đó, thực sự nó có làm thay đổi những cái mà chúng ta đang có hiện nay hay không thì chúng ta hãng làm. Còn nếu không thì vi phạm vào đầu tiên của cái được gọi là ý đức. Nếu chúng ta làm một thứ không có kết quả, không trả lời được rõ ràng thì hóa ra chúng ta đã bắt bệnh nhân chúng ta chấp nhận hoặc là lấy một cái risk nào đó. Điều đấy rất không nên. Và vì thế nên bỏ cái chuyện đấy trong đầu. Đã làm thì cần phải có một cái đích cụ thể, trả lời việc A với B, C. Và để làm việc đó, muốn trả lời được chính xác thì ví dụ ngày kia sẽ có bài của thầy Minh tính toán cỡ mơ bao nhiêu. Thế nếu như bây giờ em không đủ tiền cái cỡ mơ đấy thì làm thế nào? Làm thế nào ạ? Một, từ bỏ, không làm nữa. Vì em không đủ tiền, không thể làm được. Và nếu bây giờ số bệnh nhân em ít hơn, em vẫn không trả lời được cái câu hỏi đấy là có được hay không? Số 2, em đi xin một nguồn tài trợ. Số 3, liên kết nhiều bệnh viện với nhau. Ví dụ đây là vấn đề chung của nhiều bệnh viện, thì tại sao mỗi bệnh viện không làm 20, 30, 40 ca để cuối cùng chúng ta có 100, 200 ca và lúc đấy chúng ta sẽ trả lời được vấn đề chúng ta cần làm. Đúng không ạ? Và như vậy nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc cái vấn đề đấy có thực sự cần với các bạn hay không, có bức xúc với cả cái ngành của chúng ta không, tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ ra cái giải pháp. Đấy, thì thành ra là chúng ta khi mà chúng ta làm nghiên cứu thì chúng ta đừng tặc lưỡi, mà bao giờ chúng ta cũng phải làm chuẩn mực đã, ở trên cơ sở đấy mới biết được. Và cuối cùng sau khi làm xong rồi thì phải làm gì ạ? Phải phân tích, phải mổ xẻ, phải rút kinh nghiệm. Tôi rất xin lỗi các bạn ở chỗ này, bởi vì là tôi thuộc trong cái nhóm mà nhiều khi cứ làm rồi xong cất đi, không làm gì tiếp. Thậm chí còn không public. Mà cái chuyện đấy là tối kỵ trong nghiên cứu. Bởi vì là khi chúng ta không công bố, không làm các thứ,
thì đấy chính là chúng ta đã phủ định công của những người đi làm cho chúng ta. Kể cả chào tiền bạc, tiền bạc chỉ là một phần thôi. Nhiều khi chúng ta làm không công mà, chúng ta làm vì uy tín, chúng ta làm vì nghiên cứu nọ kia mà, thế mà chúng ta lại không public kết quả đấy không được, hoặc là chúng ta không tận dụng cái kết quả đấy thì không được. Tất nhiên nó sẽ động chạm một loạt cái khác. Tôi làm rồi, tôi có quyền chia sẻ cái dữ liệu hay không? Ví dụ gần đây nhất, cách đây một năm, trên tờ New England nó đưa ra một cái bàn luận giữa các nước với nhau là bây giờ một kết quả nghiên cứu đã được xuất bản thì chúng ta có được nên chia sẻ dữ liệu hay không? Nếu chia sẻ dữ liệu thì một nước ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, ông Pháp chia sẻ dữ liệu nha, ông Đức chia sẻ dữ liệu nha, tôi lấy hai dữ liệu nha, tôi trộn vào nhau nha, tôi nghĩ ra một cái mới, tôi viết bài, vậy là tôi chẳng phải làm gì cả, tôi có một công trình nghiên cứu mà thậm chí còn được trích dẫn nhiều hơn. Như thế có thỏa đáng không? Thế thì vậy một phe bảo là tôi không quyết định là tôi không chia sẻ nghiên cứu nữa. Một phe khác thì bảo đây là dữ liệu ông đã ra được kết quả, nó là tài sản chung của nhân loại, tại sao ông lại che giấu, ông lại bắt chúng tôi, nếu bây giờ tôi không có dữ liệu đấy tôi lại phải đi tìm một cái nghiên cứu khác, đi tìm sâu vào hướng khác nữa, và cuối cùng lại bắt bệnh nhân bây giờ N cũng tăng dần lên, thay vì 1.000 nó thành 100.000, thì lấy đâu ra đủ cái nguồn lực để làm. Thế thành ra là thực ra hai phe đang đánh nhau, và chủ biên của tờ New England người ta đang ủng hộ cái gì ạ? Ủng hộ chia sẻ dữ liệu đấy. Ngay cả những nước lớn nó đang nghĩ như vậy. Thế bây giờ quay trở về chúng ta không đủ nguồn lực, chúng ta có phối hợp nhiều bệnh viện để cùng làm hay không? Thì đấy chính là cái thế giới người ta cũng đang nghĩ rồi chứ không phải không. Đấy không phải chỉ là vấn đề của riêng chúng ta. Và nếu vậy thì bây giờ chúng ta có cho tên sếp của thằng bên cạnh vào không? Thằng đấy biết đây là cạnh tranh của chúng ta đúng không ạ? Thì đấy, vì khi mà chia sẻ dữ liệu chúng ta phải nghĩ như vậy. Thì rõ ràng cái mô hình mới nó đòi hỏi cái cách nghĩ mới. Và nếu chúng ta nghĩ khác đi một chút, chúng ta sẽ có thể thu được rất nhiều cái mới. Thì đấy là cái phần thứ ba. Và mỗi một cái thành phần như thế này thì nó nằm ở trong một cái tam giác. Tôi rất thích cái hình tam giác này, và cái này là nó cứ đi hết vòng này cái vòng khác. Bao giờ cũng là gì? Chọn vấn đề nghiên cứu, sau đó đến thiết kế nghiên cứu và đánh giá lại nghiên cứu. Thế sau khi chọn xong rồi, tôi sang cái bước thiết kế, tôi mới thấy rằng cái thiết kế này nó không phù hợp, thì tôi lại quay trở lại bước đầu để làm gì ạ? Để xem cái mục tiêu đấy có trả lời bằng một câu khác đi được không? Có viết lại được bằng cách khác đi không? Ví dụ câu đầu tiên là chẳng hạn, tôi tìm hiểu mối tương quan giữa một cái chất X, một cái hormone nào đấy đối với cả cái bệnh lý ung thư, bệnh lý dạ dày, bệnh lý tiêu hóa chẳng hạn. Thế thì xuất phát điểm của tôi là tìm hiểu mối tương quan, hay xuất phát điểm của tôi là tìm cái biến thiên ở người bình thường, hay cái xuất phát điểm của tôi là thay đổi trong những cái giai đoạn nặng của bệnh lý, đúng không ạ? Thì với mỗi một cái xuất phát điểm đấy thì tôi đã lựa chọn một cái thiết kế khác nhau, và cái đích cuối cùng vẫn là gì? Vẫn là mối tương quan giữa nồng độ chất X với cả một cái bệnh Y mà thôi. Thế thành ra là đây là những cái bước mà cứ suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, và nó luôn luôn nó không tách rời hoàn toàn với nhau. Cái phần đầu tiên chọn vấn đề nghiên cứu nó liên quan rất nhiều đến chuyên môn. Cái phần thiết kế nghiên cứu nó liên quan rất nhiều đến gì ạ? Đến thống kê. Cái phần đánh giá nghiên cứu phối hợp cả hai. Nhưng đôi khi chúng ta đang từ phần này chúng ta lại xoay trở lại phần cũ để nghĩ xem cái có đủ không. Ví dụ sau hồi tính toán thầy Minh bảo cái ca nghiên cứu của bạn phải 400 người mới được, thì mình phải gãi đầu gãi tai, 400 người thì em cũng làm được. Vậy thì có cách nào 100 người không? Đấy, hoặc là nếu bây giờ em chỉ có đủ tiền làm 100 người thì em trả lời được câu hỏi gì? Đúng không ạ? Vậy thì là chẳng hạn bạn điều tra một cái cộng đồng như này, tỷ lệ đái tháo đường là 7%, cỡ mỡ của bạn phải 400. Tỷ lệ tăng huyết áp là 20%, cỡ mỡ của bạn chỉ cần 120. Vậy là tùy theo tiền thì bạn làm gì ạ? Bạn làm cái bệnh bạn định làm. Ví dụ em chỉ có tiền làm được 150 người thôi thì em chỉ điều tra huyết áp, xong nhân tiện em đo luôn đái đường, và có thể cái cỡ em sẽ trả lời được cái tỷ lệ đái đường là bao nhiêu với một cái độ chính xác không nhiều lắm. Bạn hiểu không ạ? Đấy gọi là cái secondary, tức là cái tiêu chí nghiên cứu số 2. Tôi vẫn có thể lần lần đến được cái đích nhưng mà tiền ít hơn. Nhưng còn bây giờ nếu tôi viết tập trung vào cái chuyện để xác định được đái đường, rõ ràng tôi phải làm cơ mẫu 400, và như vậy rõ ràng là cái câu chuyện tiền của tôi là không đủ. Thế thành ra là tại sao mà khi mà chúng ta từ cái chọn mẫu vấn đề nghiên cứu quay về thiết kế lại quay đi quay lại hay là tương tự như vậy trong quá trình đánh giá, thì mình mới bảo là cái này bạn theo dõi dài hạn nhé, rõ ràng bạn phải nghiên cứu sống còn, bạn phải đánh giá cấp hồi quy cấp chẳng hạn, vậy bạn phải dùng hồi quy cấp, mà nếu mà hồi quy cấp thì số biến cố nó phải bằng 1/10 của N chẳng hạn, như vậy là biến cố đây bạn có 20 thôi, số biến của bạn là phải đủ chỉ có thể đánh giá được 40 chẳng hạn. Vậy thì chúng ta xem lại xem trong nghiên cứu chúng ta thay vì chúng ta đưa vào 10 biến, chúng ta chỉ được đưa vào 4 biến, thì biến nào là biến được đưa vào. Thì đấy rõ ràng là đấy là những cái thứ mà gì ạ, là những cái kiến thức của mỗi phần nó bổ sung nhau và cứ phải xoay đi xoay lại. Và cái khóa học này là nó đang ở trong cái giai đoạn là thiết kế nghiên cứu
cách phân tích số liệu như thế nào thì nó phù hợp và để nó giúp cho bạn trả lời được câu hỏi nghiên cứu đấy. Chứ còn thực ra bạn có nhiều tiền bạn lại làm một kiểu khác, bạn đi tiêm bạn làm kiểu khác, cái cách nào nó cũng dẫn đến đích chứ không phải là không. Vậy cụ thể thế nào? Đầu tiên có ý tưởng, hình thành giả thiết. Hình thành giả thiết để làm gì? Để xem là ông bên cạnh, hàng xóm, thế giới, người ta đã trả lời vấn đề này chưa. Còn nếu người ta đã trả lời rồi, việc gì chúng ta phải làm lại? Đừng có bảo rằng là thế giới thế này thì Việt Nam chúng ta phải khác. Có những cái gì ủng hộ cho sự khác đấy, hay là nó chẳng có dữ liệu nào cả? Tất cả các thầy đều bảo úi giời vấn đề này tê cũng như ta, thuốc này liều nào cũng dùng được, thì việc gì chúng ta phải làm dành riêng người Việt Nam? Gọi chứ đừng có tự vỗ ngực là bảo không, cái đề tài này rất khác bởi vì em để dành riêng cho người Việt Nam. Xin thưa là nếu mà để làm dành riêng người Việt Nam mà để trả lời những câu rất khác đấy, cỡ mẫu của bạn cứ phải lên cả trăm ngàn, đúng không ạ? Cho nên là đừng có mang cái lợi điểm đấy ra để nói. Đồng ý là chúng ta có những bước so sánh, nhưng mà nếu chúng ta có thể dùng được các dữ kiện khác, những nghiên cứu khác để trả lời câu hỏi đấy thì hãy dùng các nghiên cứu khác. Và khi đó thì chúng tôi thường nói với bạn là bạn vẽ được một khung lý thuyết, đặc biệt cái này quan trọng với cả nghiên cứu sinh hoặc là chuyên khoa, chúng ta phải vẽ một khung lý thuyết là tại sao cái này đang dẫn đến cái gì, nó trả lời được điểm nào, chỗ này đã có cái gì trả lời rồi. Và đấy chính là cái động tác được gọi là tổng quan tài liệu, tức là chúng ta đọc xong rồi chúng ta viết lại tổng quan tài liệu như thế nào. Tổng quan tài liệu thì các bạn cứ bao giờ có trò gì ạ, em làm về mạch vành thì em phải nêu là tình hình bệnh mạch vành là bao nhiêu. Xin thưa các luận văn nào chẳng như thế, có gì mà chúng ta cần phải đọc lại đâu, đúng không ạ? Em làm về lết dạ dày tá tràng thì em cứ mô tả là giải phẫu của dạ dày tá tràng thế nào, việc gì phải mô tả chuyện đấy, khi cái đó là cái kiến thức đã trở thành gọi là kinh điển, đúng không ạ? Em hãy tập trung vào khung lý thuyết của em là cái gì, trong này em định trả lời câu hỏi gì, những cái gì mà người ta đã làm được và đâu là điểm yếu các nghiên cứu đấy, thì đấy mới là cái phần của mình, và đấy nó mới là cái phần tổng quan, và đấy mới là cái phần mà 2 tuần nữa thì tim mạch phải trả lời để chuẩn bị bảo vệ đế cương. Còn bây giờ đến cuối tuần này chúng ta không phải làm chuyện đấy, chúng ta chỉ cần làm là thiết kế nghiên cứu là gì thôi. Sau đó đến bước tiếp theo là thu thập số liệu, phân tích và diễn giải kết quả, và cuối cùng là tổng hợp giả thiết, kết luận, ứng dụng. Thì trong quá trình làm chúng ta sẽ đi tiếp. Ví dụ đây mới khung lý thuyết. Khung lý thuyết là chúng ta vẽ sang, đây là một cái nghiên cứu là chúng ta xem là với các cái, nó chia làm các cái tầng khác nhau, các level khác nhau, thì chúng ta can thiệp vào đâu và để thay đổi cái gì. Ví dụ đây là biến cố đích chẳng hạn, đây là yếu tố nguy cơ, đây là yếu tố môi trường, thì chúng ta thay đổi vào đâu. Thì các bạn có một cái khung kiểu như này, bệnh của em chẳng hạn, dạ dày lét, dạ dày tá tràng, nó phải tiến triển qua cái bước này, rồi nó mới đến thủng, rồi nó mới đến loét, hay nó mới ung thư hay thế nào đó. Thì giờ mình phải vẽ một tiến trình, và như vậy trong 3 tháng đầu dùng marker gì, 6 tháng sau dùng marker gì, 10 năm sau dùng marker gì. Tương tự như vậy, một cái suy tim sau nhồi máu, trong giai đoạn đầu em dùng biomarker nào, giai đoạn 2 em dùng biomarker nào, thì lúc đó cái việc định lượng của mình mới có ý nghĩa. Và chính vì thế nên là cái khung lý thuyết này là cái việc rất quan trọng. Khi mình vẽ được cái khung lý thuyết này rồi thì mình sẽ định hình trong đầu là lúc mà mình phân tích hay bàn luận mình trả lời câu hỏi nào. Có rất nhiều bạn cứ đến bạn em gãi đầu gãi tai và có nghiên cứu rồi nhưng em không biết viết bàn luận thế nào, thì mình phải quay trở lại khung lý thuyết của bạn là gì, bạn định trả lời câu hỏi nào. Chẳng hạn như là trước đây chẳng hạn, chúng tôi có một cái đề tài nghiên cứu đánh giá về xuất huyết tiêu hóa trên những bệnh nhân mà dùng kháng tiểu cầu chẳng hạn. Thế thì sau khi có kết quả về rồi thì bàn luận theo cái hướng nào? Thì bây giờ mình đọc tài liệu mình mới thấy là bây giờ thế giới đang bàn về các cái thang điểm, thì việc mình bàn luận là dùng thang điểm nào để dự báo thang điểm đấy có chính xác hay không, có những đối tượng nào mà thang điểm thì bảo là thấp, bác sĩ nghĩ là thấp nhưng thực tế lại chảy máu. Thì đấy là những cái phần mà mình đã vẽ ở trên cái khung lý thuyết, và lúc đó mình mới áp vào, mình mới ra được cái phần bàn luận. Thì đấy là cái chuyện quan trọng. Điểm thứ hai, đối với cả các nghiên cứu thì một câu hỏi cần đặt ra là bạn đang tập trung vào cái biến trung gian hay là cái biến đích. Ví dụ tôi làm cái này để cải thiện sống còn người bệnh chứ không phải để thay đổi về gì về con số huyết áp. Tôi làm cái này để thay đổi về hemoglobin hay thay đổi về nồng độ cholesterol trong máu, nhưng mà nó chưa chắc nó đã dẫn đến cái kết cục là gì ạ? Là chết hay là tai biến mạch não hay là nhồi máu cơ tim hay cái gì đó. Thì cái đây gọi là các cái biến cố chỉ điểm trung gian và biến cố đích. Thì khi làm các biến cố đích có thể chúng ta rất tốn kém và mất thời gian, nhưng ý nghĩa nó nhiều hơn rất nhiều. Và chúng ta tùy theo chúng ta lựa chọn biến cố đích là cái gì thì nó sẽ ra là cái nghiên cứu đấy. Ví dụ em chỉ quan tâm đến chuyện là gì, là em dự báo rằng là cái marker X nó có dự báo được cái khả năng nhập viện của bệnh nhân hay không, nhập viện vì nguyên nhân gì cũng được. Đấy, thì đấy là một cái biến cố rất dễ đo đạc. Hoặc là bây giờ em xem là có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân phải dùng thêm một thuốc thứ ba khi mà chúng ta điều trị chẳng tăng huyết áp. Chúng ta điều trị 2-3 thuốc phối hợp, bây giờ bạn có thêm một biện pháp tuyên truyền hoặc là bạn có thêm biện pháp can thiệp chẳng đốt mạch chặn, thì
thì cái số lượng thuốc dùng nó có giảm đi hay không. Thì ví dụ đấy là cái biến cố đích để mà chúng ta định làm. Thì cái đó nhiều khi nó quan trọng và ứng dụng của nó phụ thuộc vào việc biến cố đích của bạn là gì. Còn bây giờ bạn chỉ vào cái biến cố trung gian, dựa vào thay đổi với đa và dựa vào thay đổi, thì lúc đó mình lại phải dẫn đến cái chuyện là định lượng như vậy, đo đạc như vậy nó có phản ánh trung thực hay không. Ví dụ bây giờ có một cái nghiên cứu của chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi làm đo huyết áp ở trong xã A vào tháng 3. Sang tháng 4 tôi bắt đầu đo huyết áp ở xã B vào tháng 4. Sau đó rồi đến tôi hết tiền và đến tận tháng 12 tôi mới được đo huyết áp ở xã C. Sau đó tôi mới trộn ba xã với nhau, tôi bảo đây tỷ lệ tăng huyết áp ở trong tỉnh này là thế này. Thì phản biện nói một câu là gì? Tháng 2, tháng 3 là mùa hè, tháng 12 là mùa đông. Thì như vậy rõ ràng tăng huyết áp của bạn phụ thuộc vào cái chuyện đó. Vậy làm thế nào bạn loại trừ được cái chuyện đấy? Đúng không ạ? Phải loại trừ được cái đó thì như vậy là gì? À, người ta phát hiện một chi tiết là gì? Các cái thông số của chúng ta nó đã thay đổi theo chu kỳ thời gian. Thì tương tự như vậy, bây giờ một cái bạn, có một trước đây nha, có một bạn bạn đo là nồng độ androsterone, gọi là testosterone của bệnh nhân tim mạch. Ủa, đề tài hay thế. Câu hỏi đặt ra là bạn đo testosterone vào lúc nào? Đúng không ạ? Thời điểm nào trong ngày? Thời điểm nào trong tuần? Lâu lâu rồi đi công tác về gặp vợ thì nồng độ nó khác lắm. Cho nên là những cái đó bạn có tính được trong cái thiết kế hay không? Thì đấy, thì chính vì thế nên là chúng ta cần phải tính từ ban đầu để mới ra được. Và đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy là gì? Cái biến cố trung gian thì nó thay đổi, huyết áp thì nó thay đổi, nhưng tử vong nó không giảm, thậm chí lại tăng. Số lượng ngoại thâm thu bị thay đổi, nhưng mà tỷ lệ tử vong lại tăng. Thế thành ra là biến cố trung gian là một chuyện, còn biến cố đích là chuyện khác. Chúng ta cần phải chú ý cái chuyện đấy. Thứ hai, có một việc quan trọng hơn. Các bạn biết thôi, chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghi ngờ thì chúng ta sẽ không làm việc rồi. Tức là, chẳng hạn, hút thuốc lá ảnh hưởng đến nguy cơ mạch vành, ai cũng biết chuyện đấy. Hút thuốc lá ảnh hưởng nguy cơ ung thư, ai cũng biết chuyện đấy. Thế bây giờ cái mức độ ảnh hưởng của cái người hút một tháng với một người hút một năm nó có giống nhau không? Phải khác nhau đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta phân tích dữ liệu, thực ra chúng ta đều coi cái đấy là gì? Là bằng nhau. Thực ra là như vậy. Cho nên là nó sẽ có một cái trò khác là ảnh hưởng theo thời gian của yếu tố nguy cơ. Tương tự như vậy, các bạn điều trị, các bạn bảo là biện pháp điều trị A với cả biện pháp điều trị B, bạn lấy dữ liệu từ năm chẳng hạn như là chụp mạch vành hoặc là thông tin, bạn lấy dữ liệu từ năm 95 đến năm 2000. Năm 95 công mới triển khai kỹ thuật, lỗi nó đầy ra, làm sao kỹ thuật ông tốt vào năm 2000 được? Bởi đồng trộn chung với nhau kết luận thì sao ạ? Thì nó sai. Bạn các bạn hiểu ý không? Như vậy là nó có cái chuyện là gì? Cái tác động của yếu tố nguy cơ nó thay đổi theo thời gian. Và chính vì vậy nó rất cần chúng ta vẽ ra một cái khung lý thuyết là để xem là cái vấn đề chúng ta đang làm đã ổn định hay chưa? Các phép đo này có bị ảnh hưởng của yếu tố nào không? Và nếu chúng ta vẽ được cái đấy nó tốt thì nghiên cứu chúng ta nó mới tiết kiệm và nó mới đúng. Còn nếu không nó sẽ rất tốn kém. Đấy là câu chuyện liên quan câu chuyện này. Thế còn lại là một cái khác là có thuật toán gì mới để giải quyết cái này không? Thì thực ra nó có cái cách để giải quyết cái chuyện đó. Các nhà thống kê còn đang bò lê bò càng để tính toán làm sao để tính được cái ảnh hưởng thay đổi theo cái tác động yếu tố nguy cơ theo thời gian, và lúc đấy nó có các mô hình toán mới. Đấy, dần dần chúng ta sẽ thấy rằng nó có rất nhiều thứ. Thế, một cái chuyện quan trọng nữa được gọi là phân nhóm nhỏ như thế nào. Cái nhóm nhỏ để nó cần phân từ đầu hay là sau này, thì cái việc này chúng ta cần phải tính luôn. Bởi vì ví dụ có một bạn nếu mà bây giờ chúng ta chia thì cái nhóm nhỏ thì thành nhóm nhỏ N nó bé quá, có 3, có 4, có 5 thôi, thì chúng ta sẽ không thể phân tích được. Và như vậy là chúng ta buộc phải phân tầng ngay từ đầu, là tôi sẽ chọn bệnh nhân ở trong nhóm tuổi này, tôi chọn bệnh nhân nhóm tuổi kia để đảm bảo các cái nhóm là nó tương đồng với nhau. Thì như vậy chúng ta mới có thể chọn đúng được. Và cái đó được gọi là chiến lược chọn mẫu. Thì chúng ta chọn tốt, chúng ta sẽ so sánh được tốt. Thì đấy là cái chi tiết liên quan đến cái nhóm nhỏ, và nó sẽ quyết định cái việc mà phân tích, bàn luận cũng như các kết quả chúng ta ra sao. Chứ còn về sau này, đến lúc chúng ta lấy được về rồi, mang về rồi chúng ta chia ra, ui giời em chia như thế này xong gãi đầu gãi tai, em chia này xong thì bây giờ theo đúng lý thuyết thì nhóm này chỉ có 2, nhóm này có 3 thì làm thế nào? Thì lúc đấy chúng ta phải gộp, chúng ta phải dùng các thang điểm khác, hoặc là chúng ta chia ra quintile, tức là chúng ta chia ra 25, 50 hoặc là 90% để giảm thiểu cái sự khác biệt giữa N giữa các nhóm, lúc đấy chúng ta mới so sánh được. Thì đấy là một cái dần dần trong quá trình làm chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng. Và nếu bây giờ chúng ta bảo giá như ngay từ đầu em biết chuyện này thì em đã phân tầng lúc mà chọn mẫu. Đấy thì cái đấy là cái điểm chúng ta cần phải tính. Thế thì bây giờ cái bước thứ hai, sau khi chúng ta định khu rồi, chúng ta đã xác định một số thứ rồi, thì chúng ta sẽ xác định chúng ta lựa chọn loại hình nghiên cứu nào. Thì đây là một cái bảng để mà phân biệt ra rất nhiều loại hình nghiên cứu khác nhau. Loại hình nghiên cứu là gì ạ? Là chúng ta có can thiệp hay là chúng ta không can thiệp.
những cái loại hình mà chúng ta dựa trên cái dữ kiện gọi là được khái quát hóa. Thì ví dụ là thế nào? Ví dụ chúng ta thử xem là từ lúc mà nó ra cái luật phòng chống tác hại của hút thuốc lá mà cấm hút thuốc lá thì tỷ lệ bệnh nó có thay đổi không? Từ lúc người ta ra cái luật là phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe thì tỷ lệ tai nạn giao thông nó có giảm đi không? Thì đấy là dữ liệu gì ạ? Dữ liệu đã được khái quát hóa ở tầm cao, nó không liên quan trực tiếp đến cái dữ kiện của chúng ta. Còn lại những dữ kiện chúng ta phải liên quan là gì ạ? Là chúng ta bò đạc trên từng bệnh nhân và chúng ta cộng dồn nó lại. Cái đấy là dữ liệu trên cái tầng gọi là tầng bệnh nhân với nhau. Thì lúc đó nó sẽ chia ra làm dữ liệu là phân tích hay là mô tả hay là can thiệp. Thế thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu tầng đấy, gọi là ecology study đấy, đo lường cái mức độ cộng đồng và để xác định ra được một vài cái mối quan hệ giúp cho những người hoạch định chính sách. Và tất nhiên là cái này đôi khi là mang tính chất chính trị rất nhiều, bởi vì không có cái dữ liệu ở tầng bệnh nhân thì nhiều khi yếu tố nhiễu ở trong đấy sẽ làm cho cái kết quả sai lạc rất rất là lớn. Đây là một cái bảng nghiên cứu khác dựa trên là cái việc chúng ta có các cái nhóm như thế nào. Ví dụ đây chỉ là thuần túy là quan sát hay là chúng ta có can thiệp. Trong cái nhóm can thiệp chúng ta có chia ra thành ngẫu nhiên hay không? Thì nếu chúng ta chia ra chúng ta sẽ có can thiệp ngẫu nhiên hay là không? Còn nếu mà đây là quan sát thì đây sẽ là gì ạ? Đây là nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu luận chứng hay là nghiên cứu thuần tập. Thì nó có một cái vài các cái nghiên cứu. Ví dụ như là khi mà chúng ta làm cái nghiên cứu như vậy thì cái câu hỏi đích và quan trọng nhất là chúng ta đo lường cái gì ở trong đấy. Các bạn có một thói quen là thế này. Câu đầu tiên mục tiêu nghiên cứu là gì? Là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Lỗi các bạn, trừ bệnh hiếm ra, không cần mới cần mô tả. Còn cái bệnh mà đã phổ thông rồi thì việc gì thì mô tả nữa. Ai người ta chẳng biết cái chuyện đấy. Chứ cái chuyện đấy là vớ vẩn. Cái mục tiêu đấy không bao giờ nên tồn tại. Mà cái đích của nó là cái gì? Tôi đo xem tỷ lệ mới mắc chẳng hạn. Mùa đông xuân thì tỷ lệ nhồi máu cơ tim có nhiều hơn mùa hè hay không? Ví dụ tự nhiên tôi hứng là như vậy. Thì đấy là tôi đo tỷ lệ mới mắc của nhồi máu cơ tim ở so sánh giữa hai mùa. Ví dụ như thế. Hoặc tôi đo là gì ạ? Tại bệnh viện thì tỷ lệ hút thuốc lá bệnh nhân mạch vành là bao nhiêu? Hoặc là những bệnh nhân đã điều trị xạ trị rồi về còn có hút thuốc lá hay không? Đúng không ạ? Thiếu gì nhưng không hút đâu. Những cái đó nó sẽ làm cho bệnh tật nó sẽ tăng lên. Thì đấy là những cái thứ rất đơn giản. Thì bây giờ chúng ta xuất phát từ quan điểm là đây là đo lường tỷ lệ bệnh hay là đo lường mối liên quan. Các bạn có rất hay có cái trò là tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng. Thì thế nào là ảnh hưởng? Các bạn liệt kê cả trăm yếu tố thì cái nào nó có ảnh hưởng? Tuổi nó ảnh hưởng, trình độ văn hóa nó ảnh hưởng. Thế tại sao bạn không lấy cái đấy làm trọng tâm nghiên cứu? Thế thành ra là chúng ta bỏ cái thói quen ấy đi và chúng ta đi thẳng vào nghiên cứu này. Em muốn xác định mối liên quan giữa chẳng hạn HB1C với cả tắc mạch chi, ví dụ như vậy. Thì đây là hai cái đích quan trọng nhất. Chúng ta chọn một cái biến cố quan trọng nhất, chúng ta chọn một cái tham số nghiên cứu quan trọng nhất và chúng ta gắn kết với nhau bằng một mối quan hệ nào đó mà chúng ta cần kiểm chứng. Sau đó bắt đầu bổ sung các cái khác vào. Đấy, thì nếu mà chúng ta làm được chuyện đó thì chúng ta sẽ đỡ đi được những cái viết những cái mục tiêu lắng nhăng và đọc mãi không hiểu nó là cái gì cả. Thì việc đầu tiên là chúng ta cần xác định chúng ta đang thực sự đo cái gì, làm cái gì, chứng minh cái gì. Ví dụ sau đó chúng ta ra được các thiết kế các nghiên cứu khác nhau. Trong quá trình làm thì đấy mình sẽ phân tích các cái mô hình này, bởi vì khi mà đưa ra các mô hình tính toán thì bao giờ chúng ta cũng cần phải lướt qua xem nghiên cứu là thế nào. Chẳng hạn đây là một cái nghiên cứu thuần tập, chúng ta theo dõi một bệnh nhân thời điểm vào nghiên cứu khác nhau. Đây là nghiên cứu thuần tập từ năm 1980 đến năm 1999. Sau đó một bệnh nhân đen là các bệnh nhân được vào nghiên cứu. X là số lệ biến cố. Cái đoạn dài này chính là cái khoảng thời gian người ta được theo dõi. Cái số 0 này là không biết là bệnh nhân chết hay sống, nhưng ít nhất là chúng ta theo dõi được một khoảng thời gian nhất định. Và như vậy trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là 10 năm thì xuất hiện bao nhiêu biến cố. Đấy, thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu điển hình của thuần tập. Và khi chúng ta vẽ cái sơ đồ ra, chúng ta hình dung ra được ngay, à tỷ lệ bệnh sẽ là 3/100 người năm. Tức là tôi theo dõi 100 người năm, có thể theo dõi 1 người 100 năm, và gì ạ, 10 người 10 năm, hoặc là gì ạ, 100 người 1 năm. Bạn hiểu không ạ? Thì đấy là cái người năm. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được tỷ lệ bệnh như thế nào. Đấy. Thế thì cái nghiên cứu dạng nghiên cứu mà chúng ta rất hay dùng hiện tại được gọi là nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thì thế nào là mô tả cắt ngang? Mô tả cắt ngang là gì? Tại một thời điểm X, tôi quan tâm đến vấn đề này thì tôi sẽ xem, khảo sát xem tại thời điểm này có gì, có bao nhiêu bệnh, bao nhiêu lành, giống hết như là cắt một gì ạ, cắt một cái format thành một nhát. Tại thời điểm nhát đó thì cái lát cắt đó là to hay là bé, bao nhiêu cái lỗ, cắt một miếng format ra nó có bao nhiêu lỗ, thì đấy chính là gì ạ, đếm số gì ạ, đếm số lỗ trên miếng format. Tương tự như vậy, tôi đếm số bệnh ở trong một quần thể nhất định, tôi đếm số bệnh ở trong đối tượng bệnh nhân nào, thì có nghĩa là tôi phải đếm cả gì, cả người bệnh và gì ạ, cả người lành. Thế thì rất nhiều bạn là gì, tôi đếm chỉ toàn đếm người bệnh nhưng mà viết thiết kế nghiên cứu là gì, là nghi cắt ngang, thì không đúng.
tôi cắt ngang, nếu mà tôi làm nghiên cứu cắt ngang thì tôi phải đếm một cái gì khác ở trong cái đối tượng nghiên cứu là người bệnh đấy, chứ không phải tôi đếm bệnh đấy. Tí nữa chúng ta sẽ có một cái sơ đồ chúng ta hiểu. Ví dụ đây là một cái sơ đồ, ở đây nó là nghiên cứu, là nghiên cứu loạt bệnh. Tôi nghiên cứu một loạt các bệnh nhân ung thư thực quản chẳng hạn. Tôi nghiên cứu một những cái bệnh nhân là gì ạ, là nút nghẹn thì có thể có ung thư có thể không, thì cái nút nghẹn nó sẽ là gì, nghiên cứu cắt ngang. Còn ở những bệnh nhân gì ạ, ung thư thực quản sẽ là nghiên cứu gì, nghiên cứu chủng bệnh, bởi vì nó chỉ tập trung vào nhóm bệnh đấy. Thế còn nếu trong bệnh nhân ung thư thực quản tôi lại xem là có bao nhiêu bệnh nhân dùng thuốc này hay là không dùng thuốc kia, thì lúc đó sẽ là tỷ lệ dùng thuốc ở trên bệnh nhân gì ạ, ung thư thực quản, thì đấy lại là gì, đấy lại là nghiên cứu cắt ngang. Nó khác nhau một chút nhé, nó phụ thuộc vào việc cái đích chúng ta định đặt là cái gì, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện thiết kế như thế nào. Thì cái này trong lúc chúng ta làm, người ta các thầy sẽ góp ý cho bạn về câu hỏi nghiên cứu. Dạng thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta làm nghiên cứu cắt ngang thì nó nhanh chóng dễ thực hiện, tốt để mô tả và tạo ra các giả thiết. Khi mà chúng ta mô tả như vậy, chúng ta sẽ có cái biến nghiên cứu và cái đích. Thì đối với một nghiên cứu cắt ngang, vì nó không có thời gian, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ biết là gì, đích đến trước hay là cái biến cố nghiên cứu có trước. Thành ra lúc đó chúng ta không biết được về quan hệ nhân quả, chúng ta chỉ tạo được cái giả thiết là có thể là như vậy thôi. Đấy là lý do vì sao nó không chắc chắn về trình tự thời gian, và nó không phù hợp với bệnh hiếm hoặc là phơi nhiễm hiếm. Bởi vì lúc đó nếu mà đã hiếm rồi thì đương nhiên là chúng ta không thể nào mô tả quá nhiều được. Một dạng thứ hai là nghiên cứu thuần tập, thì là khởi đầu bằng gì ạ, cái cá thể, sau đó chúng ta thêm thời gian là có bao nhiêu người bị bệnh. Ví dụ xuất hiện ở những người hút thuốc lá thì sau xem bao nhiêu sau thời gian thì bao nhiêu ung thư, so sánh với ông không hút thuốc lá theo thời gian có bao nhiêu người ung thư, thì sẽ chỉ được mối nhân quả giữa cái chuyện mà ung thư hút thuốc lá. Thì đấy được gọi là nghiên cứu thuần tập, nó không quan trọng là chúng ta lấy dữ kiện ở trong quá khứ hay là trong tương lai, nhưng mà đấy là cái giúp để chúng ta biết được chuyện đó. Tất cả nghiên cứu mà thông thường mà chúng ta làm thử nghiệm lâm sàng chính là một dạng nghiên cứu thuần tập, và nó thực ra là rất đòi hỏi tốn kém, nhưng mà chi phí đòi cỡ mẫu lớn mà chúng ta phải tính toán. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu bệnh chứng, tức là gì ạ, khởi đầu bằng ông có bệnh chẳng hạn, tôi có cái bệnh này rồi, tôi muốn nghiên cứu là tiếp xúc lại trong thời gian quá khứ như nào. Chẳng hạn có một giả thiết là bây giờ những cái tiền sản giật thì liên quan đến cái việc là dậy thì sớm hay muộn chẳng hạn. Dậy thì sớm hay muộn là biến cố từ lâu rồi, thì bây giờ tôi phải hỏi ngược lại, và lúc đó tôi mới so sánh các cái đối tượng khác của tôi xem có như thế nào. Thì đấy chính là cái dạng gọi là nghiên cứu bệnh chứng. Tôi chọn người có bệnh, tôi chọn người chứng như vậy để tôi so sánh để xem là tác dụng của mình như thế nào. Thì đấy là nghiên cứu gọi là nghiên cứu bệnh chứng. Và cái cuối cùng chính là cái dạng mà chúng ta vẫn đang làm với nhau, được gọi là thử nghiệm lâm sàng. Và có rất nhiều dạng, tức là bạn gì ạ, bạn mô tả với chủng bệnh, bạn áp dụng biện pháp nghiên cứu gì đấy, nó sẽ trở thành gì ạ, thử nghiệm lâm sàng không có nhóm chứng. Thì đấy là cái mà dần dần trong lúc làm chúng ta sẽ hình dung ra được nó là như thế nào. Tại sao các cái nghiên cứu này nó lại quan trọng như vậy? Đây là cái bảng chúng ta so sánh cho biết. Nếu chúng ta sử dụng nghiên cứu thuần tập hoặc là chúng ta nghiên cứu bệnh chứng, thì tùy theo cái số lượng ca chúng ta can dự, chúng ta sẽ xác định yếu tố nguy cơ thế nào. Ví dụ nếu một mối liên quan giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh nó chỉ loanh quanh là tầm độ 2 thôi chẳng hạn, thì nó đòi hỏi cỡ mẫu là gì ạ, là 500. Nếu nó chỉ là một phẩy mấy thôi thì nó đòi hỏi cỡ mẫu là gì ạ, cả ngàn luôn. Và khi cái mối liên hệ đó nó sẽ là gì ạ, 4-3 gì đấy, thì lúc đó chúng ta mới gì, chọn cái cỡ mẫu là 50. Như vậy là cỡ mẫu sẽ quyết định xem cái khả năng phát hiện mối liên quan thế nào. Mối liên quan nó càng nhiều thì cỡ mẫu làm gì ạ, càng bé. Đấy. Tương tự như vậy khi mà nghiên cứu thuần tập, nếu chúng ta nghiên cứu cả 1.000 người năm, tức là chúng ta nghiên cứu trong vòng độ 10 năm trên độ 100.000 người, thì lúc đấy chúng ta mới phát hiện được cái đối yếu tượng nguy cơ loanh quanh khoảng 1 phẩy mấy, 2 phẩy mấy. Thành ra là đọc các kết quả nghiên cứu của bạn và bạn lại ra là ví dụ yếu tố nguy cơ là bằng 2 phẩy mấy, mà nhìn lại N của bạn có 50, 60 thì sao ạ? Đương nhiên là sai, đương nhiên là bị nhiễu. Đấy, thì đấy là cái để chúng ta nhìn thấy là nó có những cái trở ngại về vấn đề về kích thước cỡ mẫu mà chúng ta không thể vượt qua được. Một cái dạng khác như lúc nãy chúng ta nói có ám chỉ đến, tôi không biết là liệu các bạn chúng ta có làm không, nhưng ở trong này có một đối tượng có thể sử dụng được, chính là đối tượng cử nhân tiên tiến hoặc là điều dưỡng ấy. Chúng ta có thể làm rất nhiều nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định tính thực ra mà nói khá là khó để làm, nhưng nếu chúng ta đã làm rồi, tôi trước đây cũng được may mắn đã làm thử cái đấy một lần, thì thực sự là thấy toát mồ hôi, phải đi phỏng vấn xong rồi bóc băng rồi tính toán rồi xây dựng các mô hình các thứ. Nhưng mà nếu chúng ta làm được sâu về cái chuyện đó thì chúng ta có thể ra được những cái giả thiết rất là lý thú về cái gì nó đang nằm ở đằng sau cái việc chúng ta đang triển khai
của biện pháp nghiên cứu, rồi làm thế nào để thay đổi được thái độ của một người dân hoặc người bệnh nhân, thì chúng ta phải làm cái món định tính này chứ không phải làm món nghiên cứu định lượng. Bây giờ chúng ta quay trở về một vài cái khái niệm rất là cơ bản mà nó dẫn đến cho việc là chúng ta làm tại sao chúng ta lại phải thay đổi thiết kế nghiên cứu. Điều đầu tiên được gọi là giá trị nội sinh và ngoại sinh. Ví dụ đây là cái bia bắn. Nếu bây giờ chúng ta làm, nếu mà chúng ta làm thật là tốt, đo lường nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, đo đi đo lại 10 lần, 20 lần, chúng ta sẽ ra được cái sai số nó rất là nhỏ và nó tập trung. Và lúc đấy nó sẽ phản ánh gần đúng cái sự thật chúng ta là cái tâm điểm của bia này. Các kết quả đo nó lanh quanh bên ngoài. Ví dụ bạn bảo đo độ cao trung bình của một quần thể trẻ em ở lứa tuổi từ 10 đến 15 tại Việt Nam chẳng hạn, thì bạn đo xong mỗi một giá trị nó cứ lanh quanh, chỗ này 150, chỗ này 160, 170, nó phản ánh cái giá trị thật ở giữa. Các bạn càng đo chính xác nó càng gì ạ? Càng tập trung. Nếu bây giờ trong quá trình bạn làm cái thước đo của bạn nó bị cắt ngắn như một cái, bạn có nhớ cái câu chuyện mà trước đây là bị cắt ngắn cái thước đi không? Tất nhiên là tự nhiên là mọi thông số đều tốt lên ý. Đây là cái thước chuẩn bạn bảo là 1 mét, đúng không ạ? Bây giờ tôi đưa cho bạn công cụ nó chỉ còn có 9 phân thôi. Tương tự như lúc mà chúng ta gì ạ, chúng ta đo lường bằng QC, chúng ta đo bằng siêu âm, chúng ta định lượng một cái chất này bằng sinh hóa, chúng ta cứ tưởng là ngon, đúng không ạ? Nhưng hóa ra là cả cái chuỗi máy đi nó có vấn đề, đang là 3 nó cứ lên 4, đang là 5 nó xuống thành 1 chẳng hạn. Thì như vậy được gọi là gì ạ? Là sai số hệ thống. Và như vậy nó đẩy dịch kết quả các bạn đi gì ạ? Đi lệch sang một bên. Đây được gọi là sai số hệ thống. Và đích cái giá trị thật nó đang nằm ở giữa đây. Còn kết quả bạn đang nằm đâu đó. Do gì? Do toàn bộ hệ thống thang đo bạn có vấn đề. Để làm này thì làm gì ạ? Chỉ có một cách là check đi check lại xem cái thang đo của bạn như thế nào mà thôi. Dạng thứ hai được gọi là gì ạ? Là sai số ngẫu nhiên. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là bệnh nhân này ngẫu nhiên tôi rơi vào cái ngày nóng, toàn ông gọi là ông lùn bé đi đo, còn những ông cao lớn thì ở nhà đang làm việc khác chẳng hạn. Thì như vậy tự nhiên là sẽ rơi vào một cái khu vực đấy là hoàn toàn nó ngẫu nhiên thôi, nó không, cái thang đo chúng tôi nó vẫn chính xác, nhưng mà vì sai số ngẫu nhiên nó bị thay đổi như vậy. Và chính vì thế bất kỳ một nghiên cứu nào nó luôn luôn có gì ạ, có sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. Làm thế nào để giảm được sai số ngẫu nhiên? Tôi tăng N lên, tôi lựa chọn bệnh nhân tốt hơn, thì như vậy cái độ tập trung nó sẽ giảm thiểu ở đây. Tiêu chuẩn lựa chọn tôi cực kỳ chặt chẽ. Bạn nào tôi nghiên cứu cho bệnh nhân suy tim hoặc không, cái này là suy tim do bệnh cơ tim là khác rồi. Suy tim do tăng huyết áp, suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường trên 10 năm, suy tim ở bệnh nhân chạy thận mạn chu kỳ trên 10 năm, thì tức là gì? Cái tiêu chuẩn lựa chọn nó rất là chuẩn. Và khi vậy cái độ sai số ngẫu nhiên nó giảm đi. Cách thứ hai là gì? Chúng ta tăng N lên. Thay vì là 10K, có thể là tự nhiên có một ông rất thấp, có một ông rất cao, thì nó làm thay đổi cái đáp số. Để tôi đo là 1.000 ông, thì tự nhiên kết quả nó chính xác lại. Như vậy tôi làm giảm sai số ngẫu nhiên bằng cách gì? Tôi tăng N hoặc là tôi thiết chặt cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. Một cách thứ hai, tôi giảm cái sai số hệ thống bằng cách là gì ạ? Là tôi chỉnh lại cái thang đo, xem xét đi, xem xét lại là gì? Đặt ra các câu nghi vấn là để xem đích lượng là thế nào. Thành ra là mới dẫn đến các thầy là gì ạ? Phải mô tả ông định lượng chất này bằng thuốc thử gì, ở máy nào, trong giai đoạn nào, tiêu chuẩn ISO là bao nhiêu, để hạn chế được gì ạ? Được sai số hệ thống. Thế thì hai cái này nó luôn luôn song hành với nhau. Và vì thế ông đừng tưởng rằng ông đo bằng một cái máy cực kỳ chính xác, protocol cực kỳ chuẩn, nhưng mà tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân của ông nó đều thì sao ạ? Thì kết quả nó tản mát và nó sẽ không ra con số thật. Ngược lại quá trình này nhá, tôi có bốc thăm ngẫu nhiên nhá, đúng bệnh nhân này tôi được lấy vào nhá, nhưng mà hôm nay một người này đo, ngày mai một người kia đo, protocol nó không chuẩn thì sao ạ? Thì cái sai số hệ thống nó bị lệch đi hết, và cuối cùng là tôi sẽ làm cái kết quả của nó không chính xác. Vậy là cái khái niệm giá trị nội sinh để cho chúng ta biết được các cái bước mà chúng ta hạn chế các sai số. Cái thứ hai quan trọng hơn, ông làm nghiên cứu làm gì? Rõ ràng ông làm nghiên cứu này để tôi ứng dụng được cái kết quả của cái thử nghiệm này sang cái quần thể khác, tôi chứng minh được thuốc A tốt hay thuốc B tốt để áp dụng được cho những người khác. Thì lúc đó nó có một giá trị được gọi là giá trị ngoại suy. Ngoại suy nghĩa là gì? Tôi có thể dùng cái kết quả của tôi để áp dụng cho các bệnh nhân khác hay không? Có nghĩa là cái mẫu của tôi có đại diện cho các bệnh nhân đó hay không? Được gọi là tính đại diện của cái mẫu đó. Nếu tôi chọn thế nào đó để tạo được cái tính đại diện, thì lúc đó chúng ta mới có thể có được giá trị ngoại suy. Thành ra là đây là cái giá trị thứ hai mà để chúng ta đảm bảo được là cái việc mà chúng ta có thể dùng được cái nghiên cứu chúng ta cho ra bên ngoài không.
và muốn để đảm bảo được cái tính ngoại suy, tức là tính đại diện, lúc đấy cái chiến lược chọn mẫu chúng ta phải hết sức cảnh giác. Ví dụ một bạn đã bảo tôi đo được cái diễn biến biến tiền huyết áp ở trên những bệnh nhân vào bệnh viện chẳng hạn, thì tôi mới khuyên các bạn ấy là thay vì các bạn đo liên tục các bệnh nhân, các bạn cứ chọn bệnh nhân số 1, bệnh nhân số 10, bệnh nhân số 20 ở phòng khám. Thì như vậy là cái cách chọn bệnh nhân đấy nó sẽ mang tính chất gì ạ? Đại diện. Và như vậy bạn có thể áp dụng được cái kết quả cho nhiều đối tượng khác. Nhưng mà tôi đến một viện khác, tôi quan sát, tôi bảo tôi cách đấy không ổn rồi. Vì sao? Bệnh viện này là bệnh viện chuyên chăm sóc cho các cụ. Thành ra là cứ đầu giờ sáng toàn các cụ xuất hiện. Đấy, thì như vậy là nếu bây giờ chúng ta chỉ bốc thăm cái số 1 thôi thì bệnh nhân ra thì toàn bệnh nhân già, chúng ta sẽ không có bệnh nhân trẻ. Đấy, thì như vậy là chúng ta phải quan sát và chúng ta xem cái sự thật nó diễn ra thế nào. Lúc đấy chúng ta mới có cái chiến lược chọn mẫu cho nó cảnh giác, cho nó cẩn thận. Thì gần đây nhất một cái nghiên cứu chúng tôi đã đánh giá cho mạch vành thì người ta chọn, người ta không thể lấy số liệu cả 7 ngày được vì nó quá nhiều. Người ta quyết định là chỉ lấy số liệu trong 3 ngày. 3 ngày nào? 3 ngày giữa tuần. Tại sao là giữa tuần? Vì cuối tuần thì có làm cấp cứu, đầu tuần thì nhiều khi bệnh nhân lại không được chuẩn bị tiền năm, người ta lấy 3 năm, 3, 4 năm. Như vậy người ta đảm bảo được là cái việc lấy bệnh nhân nó mang tính ngẫu nhiên. Bạn hiểu không ạ? Thì đấy là cái cách để mà chúng ta, các cái chiến lược chọn mẫu như này nó sẽ cho phép là chúng ta áp dụng được cái kết quả trong quần thể chúng ta sang quần thể khác. Thì đấy được gọi là giá trị ngoại suy. Và chính vì vậy cho nên là cái chiến lược chọn mẫu là rất quan trọng. Và khi chúng ta hiểu được cái khái niệm nội suy hay ngoại suy, chúng ta sẽ thấy cái cách chọn mẫu như nào cho hợp lý. Thì tôi hỏi là bạn, em lấy bệnh nhân như nào? Dạ, hôm nay em đi trực em lấy bệnh nhân. Hay, rất hay. Ngày em, tuần em trực mấy lần? Ở tuần em trực có lần. Những ngày khác có bệnh nhân vào thì làm nào? Thì em không lấy. Thế thì như thế nào? Như vậy kết quả đấy là hoàn toàn gì? Hoàn toàn bị sai số chọn mẫu. Bởi vì bạn chỉ chọn vào một ngày trong tuần, ngày bạn trực. Không ạ, thì còn các ngày khác thì sao? Thế thì thay vì việc đó bạn sẽ phải diện tạo thành một cái nhóm nghiên cứu. Và đấy là lý do vì sao chúng tôi rất muốn là nhiều bạn cùng làm cho một đối tượng thì cùng chọn bệnh nhân để làm gì? Để khi chọn bệnh nhân chúng ta hạn chế được sai số chọn mẫu. Còn đỡ công đi. Đấy, cùng cái group đấy. À, hôm nay tôi trực thứ hai nhé. Hoặc là nếu không, bạn phải đi qua đúng ngày hôm đấy bạn chọn bệnh nhân đầu tiên để cho nó đảm bảo tính chọn ngẫu nhiên và tính đại diện. Sau đó bạn về thì nó vẫn luôn luôn ok. Đấy, thì đấy là những cái cách để mà chúng ta thay đổi cái chiến lược chọn mẫu chúng ta có thể làm. Đây là cái thứ hai là cái cách liên quan đến cái thu thập dữ liệu chẳng hạn. Nó có một cái sai số, nó gọi là sai số khi mà chúng ta phân loại. Và nếu chúng ta phân loại nó chẳng hạn như là bây giờ chúng ta dùng một cái thang điểm ở Euroscore để đánh giá nguy cơ của bệnh nhân chẳng hạn. Cứ điểm từ này chúng ta phân loại nguy cơ thấp, cứ điểm từ này nguy cơ cao. Nhưng mà tiếp thay nó có một cái chú thích là gì? Ở người Đông Nam Á chúng ta phải nhân cái thang điểm đấy lên 1,4 lần. Ta quên mất cái đấy. Thì là như vậy chúng ta sẽ đẩy lệch phân loại. Và cái đẩy lệch đó thì chúng ta sẽ được gọi tạo thành cái sai số được gọi là sai số phân loại. Bởi vì lẽ ra cái case này được xếp vào nhóm nguy cơ cao thì chúng ta lại xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Thế thì nếu như bây giờ phân loại đấy nó đều cả hai bên thì nó không ảnh hưởng đến kết quả. Nó chỉ làm thay đổi cái ratio thôi. Ví dụ ở dưới khi nó cả nhóm lành cả nhóm bệnh có vấn đề thì tạo thành cái sự phân loại mà không có sự khác biệt thì odds ratio một bên là 2,3 còn một bên là gì ạ? 2,0 gần giống nhau. Nhưng nếu cái sự phân loại này là cái sự phân tầng này là có khác biệt cách rõ rệt thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện tính odds ratio rất khác nhau và có thể biến một cái gì có mối liên quan thành không liên quan và ngược lại. Thế thành ra là chúng ta cần phải cảnh giác xem là cái tiêu chuẩn phân loại của chúng ta là như thế nào. Cái này thực ra chúng tôi giới thiệu với các bạn các khái niệm đó để chúng ta hiểu là trong quá trình làm chúng ta sẽ làm bớt. Đây là các cái bước khác để chúng ta làm giảm các sai số, ví dụ chuẩn hóa quá trình phỏng vấn. Mỗi bệnh nhân phỏng vấn tôi phải đủ 10 câu, chứ không phải ông này vì nhồi máu chứ tôi phải hỏi kỹ, tôi cứ gặng đi gặng lại. Chẳng hạn cùng nghiên cứu là chúng tôi đánh giá xem là cái tiền triệu, tức là cái đau ngực trước khi xảy ra nhồi máu liên quan gì đến cái outcome là có đỡ suy tim hay không. Thế là bệnh nhân này là nhồi máu, tôi hỏi đi ở lại, ông đau ngực không? Nó có thực sự đau ngực không? Tuần vừa rồi bác có, cái tháng vừa rồi bác có. Hỏi nhiều quá lúc người ta chán, người ta bảo gì ạ? Thì có đau ngực, thế là chúng tôi đánh dấu là có đau ngực. Thế cái ông mà ông không nhồi máu thì chúng ta hỏi, thế có đau ngực không? Bảo không, thế là chúng ta đi luôn. Như vậy là gì ạ? Chúng ta đã có một sự phân biệt đối xử giữa hai đối tượng khác nhau. Và chính vì vậy nên là chúng ta phải thống nhất chung một quá trình hỏi đủ 10 câu. Ông nào cũng hỏi đủ 10 câu và chấm hết. Bạn hiểu không ạ? Đấy là cái cách để mà chúng ta làm giảm bớt các cái sai số kiểu như vậy. Và hoặc là gì ạ? Chúng ta gọi là có cái biện pháp mù, gọi là mù đôi, mù đơn, mù ba. Thì thế nào được gọi là mù? Là chúng ta không biết là đối tượng chúng ta làm là như thế nào. Cái người phân tích dữ liệu cũng không biết kết quả là sao.
tôi biết là cái ca này nhồi máu đúng không, thành ra là đo tôi phải đo đi đo lại để chính xác, để chọn góc này góc kia. Tôi đo một cái ca khác không phải nhồi máu gì, tôi chỉ đo một lần là xong. Thì chính cái động tác đấy của chúng ta đã làm sai số. Thì chúng ta có lường đến những cái đấy hay không? Đấy thì nếu chúng ta lường được tức là biện pháp thì chúng ta đúng, còn nếu chúng ta không lường được tức là chúng ta bị sai đấy. Rồi nó tự động các phép đo, rồi thu thập về dữ liệu vân vân. Thì đây là các cái cách để chúng ta làm giảm bớt sai số. Cuối cùng có một điểm quan trọng khi mà chúng ta làm chuyện này là phải tính toán đến các yếu tố nhiễu. Thì thế nào là yếu tố nhiễu? Đây là một cái yếu tố kinh điển. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta tính toán liên quan cà phê với cả ca tịnh. À, chúng ta xem là bệnh có bao nhiêu ca, uống cà phê bao nhiêu, không uống bao nhiêu, chúng ta tính ra và chúng ta thấy odds ratio bằng 1.9. Kết luận uống cà phê gây ung thư tụy, đúng không? Nhưng mà uống cà phê thì thường là hút thuốc, và như vậy thuốc lá là một yếu tố rất là kinh điển với cả ung thư rồi, thì chúng ta phải tách biệt nó ra giữa thuốc lá và uống cà phê. Và như vậy chúng ta chia một cái tầng ra, hút thuốc có hay không, không hút có hay không, và chúng ta đều thấy là nếu chúng ta tách biệt ra thì chúng ta sẽ thấy uống cà phê chả liên quan đến ung thư cả. Đấy thì ví dụ đây là một cái ví dụ kinh điển để nói lên rằng gì, có những yếu tố được gọi là yếu tố nhiễu. Và nó nằm trong đó, nó làm cho cái phân tích chúng ta nó bị sai đi. Thì thế nào được gọi là yếu tố nhiễu? Yếu tố nhiễu là yếu tố nó tác động đến cả gì? Yếu tố ban đầu, cả yếu tố đích đều có mối quan hệ cả. Và như vậy chúng ta cần phải lường trước được trong đó gồm có yếu tố nào để tính. Chính vì thế nên là đây là những cái bước để làm giảm bớt. Chúng ta phải chọn ngẫu nhiên, chúng ta phải lựa chọn ghép cặp tốt, hoặc là tiêu chuẩn lựa chọn thật là kỹ, hoặc là chúng ta phân tầng từ đầu. À, tôi chọn luôn là từng này, nếu bây giờ hút thuốc là yếu tố nguy cơ thì tôi chọn là 100 ông hút thuốc, 100 ông không hút thuốc, tôi chọn sẵn từ đầu đi, thì như vậy nó sẽ đỡ được cái yếu tố nhiễu. Thì đây là các cái kỹ thuật, các kỹ thuật này ngược trở lại, quay trở lại việc chúng ta chọn mẫu như thế nào, chúng ta thiết kế mẫu như nào và tiền nó sẽ là bao nhiêu. Thì đấy là việc chọn mẫu. Và cái thứ hai là chúng ta bắt đầu xử lý các yếu tố nhiễu bằng phân tích đa biến. Thì đây sẽ là phần trọng tâm trong phần thống kê. Các thầy thống kê sẽ dạy chúng ta các cái thuật toán khác nhau, từ đa biến thường đến cấp logistic nominal vân vân. Nhưng với mẫu kỹ thuật như vậy nó sẽ làm được cho chúng ta khử được nhiễu. Và đấy là lý do vì sao nếu các bạn không có phân tích đa biến thì chắc chắn bạn sẽ bị từ chối, không đăng được. Đối với cả nghiên cứu sinh chẳng hạn, chắc chắn là bạn sẽ bị không qua được, tại vì bạn không làm phân tích đa biến làm sao bạn khử nhiễu, không khử nhiễu làm sao kết luận được. Bạn cứ nói rồi nói biển, tất cả chuyện đấy đều là không đáng tin. Thì thành ra là cái việc xử lý phân tích đa biến là một cái kỹ thuật cần có. Tuy nhiên khi phân tích đa biến nó phải chấp nhận một số giả định. Đấy thì có rất nhiều giả định. Ví dụ chẳng hạn khi phân tích cái hồi quy cốc chẳng hạn, thì giả định quan trọng nhất là các đường cong phải tách biệt. Còn nếu các đường cong mà bắt chéo nhau là không có dùng cốc được. Thành ra là đầu tiên chúng ta làm sống còn, chúng ta phải xem các đường cong sống còn nó có tách nhau ra không. Tách nhau thì mới được dùng cốc. Thì đấy là những cái giả định đấy, nó đòi hỏi chúng ta phải được học và phải lưu ý. Thành ra trước khi chúng ta đặt bút xuống viết là trong nghiên cứu này của em sẽ dùng nó phân tích của quy đến cấp, thì chúng ta cũng phải dùng cái gì trước để kiểm định các cái giả định đấy. Thì đấy là các biện pháp xử lý yếu tố nhiễu bằng kỹ thuật, tức là bằng phân tích đa biến, rồi nó đòi hỏi cỡ mẫu vân vân. Thì đấy là những thứ chúng ta sẽ phải tính khác nhau. Thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi xin phép được giới thiệu qua. Và các cái bước đó nó đều quay trở lại giúp cho chúng ta biết được thế nào là một nghiên cứu tốt. Thì đây là một cái tiêu chuẩn nghiên cứu tốt. Thế nào? Định nghĩa rõ ràng, giải thích rõ ràng từng bước, kết quả được ghi nhận khách quan, tức là không bị gọi là sai số chọn mẫu hoặc là đo đạc ấy. Chuẩn mực cao về đạo đức, phân tích giải thích rõ ràng, bằng chứng đầy đủ. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn mà để xem xét xem một cái đề cương của bạn có được thông qua hay không. Thì nó phải xem xét các tiêu chuẩn như này. Tuy nhiên ở đây nó có những cái gọi là tính xung đột, và tôi xin phép được lấy ví dụ tại sao lại gọi là xung đột. Ví dụ cái nghiên cứu mang tính khoa học là thế nào? Là tôi đo lường xem là ví dụ như là số lượng quả táo rơi vào mùa hè nhiều hơn hay là mùa đông ít hơn. Đấy là một nghiên cứu có tính khoa học. Nhưng nó chả có ứng dụng gì đến thực tiễn. Nó cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Đúng không ạ? Thế nếu bây giờ tôi làm cái nghiên cứu ứng dụng đến thực tiễn là ví dụ tôi làm cái nghiên cứu là để xem là làm thế nào để làm giảm thời gian chờ của bệnh nhân. Đấy là nghiên cứu tính thực tiễn. Nhưng chưa chắc nó đã có tính mới. Còn để mà có được ra được kết quả quyết định thay đổi chúng ta thì rõ ràng là nó phải có tính khoa học. Tức là phải làm một cách khoa học thì mới kết luận được. Thế thành ra là trong thực tế cuộc sống thì nó có rất nhiều thứ là nó xung đột giữa cái mới, cái thực tiễn và cái tính khoa học. Thì trong quá trình bàn luận
chúng ta sẽ quay đi quay trở lại cái này rất nhiều, thì nói trước với các bạn để các bạn biết. Thế thì đây là cái thứ mà các bạn cần phải trình bày. Trong vòng 3 phút các bạn phải trả lời được những cái thứ như thế này, bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cái mẫu này, các bạn khai. Giả thiết nghiên cứu là gì? Tại sao tôi lại làm cái đó? Và từ cái giả thiết đó thì bạn cụ thể thành mục tiêu nghiên cứu như thế nào? Mục tiêu 1, mục tiêu 2 là gì? Thông thường mỗi một nghiên cứu chỉ có một mục tiêu thôi. Đừng có những mục tiêu gọi là mang chất mô tả, thì thôi bỏ nó đi cho nó được việc. Bạn định làm cái gì là cái chính. Thứ hai, lựa chọn thiết kế nào, bệnh chứng tuần tập vân vân, đối tượng nghiên cứu là ai, và vì vậy chiến lược chọn như thế nào cho phù hợp. Thời gian và nguồn lực ước tính thế nào tiến hành. Tôi định làm 1 năm trên 100 bệnh nhân. Đấy thì đấy là nguồn lực. Trả lời mục tiêu bằng cái gì? Trong mục tiêu, trong cái nghiên cứu này tôi trả lời bằng độ nhạy độ hiệu. Tôi trả lời bằng gọi là tỷ suất chênh. Tôi trả lời bằng tỷ lệ hiện mắc. Tôi trả lời bằng cái gì? Cái đó được dựa trên biến cố đích nào? Tham số chính là gì? Ví dụ mối liên quan giữa huyết áp và nhồi máu cơ tim. Mối liên quan giữa nồng độ chất testosterone với cả suy tim sau nhồi máu cũng được. Bạn chỉ sẽ được cái đấy như nào và thuật toán bạn định dùng là cái gì. Các cái nhóm nhỏ bạn định phân tích là bao gồm nhóm nào? Tuổi già, tuổi trẻ, nhóm mới suy tim hay là suy tim đã lâu, nhóm vào viện thì đợt cấp mất bù hay là có suy thận, thì bạn phải chỉ ra chuyện đấy. Và trên cơ sở đó sơ đồ nghiên cứu là gì? Công cụ thu thập số liệu và kiểm soát chất lượng ra sao? Tôi đo này bằng siêu âm, thì làm thế nào để kết quả của tôi là đúng? Đấy, ví dụ bạn bảo là thế này là cái kết quả này em đo trên 4 mặt cắt, sau đó máy tự động viền. À thì này là có một quá trình tự động, như vậy sai số ít đi. Ok. Còn nếu không, mặt cắt là mặt cắt nào? Ở đâu? Ai làm? Thế nào được gọi là một mặt cắt tiêu chuẩn? Tương tự như vậy, cái cúp cắt nào bạn được dùng để tính phim chụp mạch? Muốn tính QC thì nó phải có được, hiển thị được cái đầu sông như thế nào? Bây giờ bạn hiện đoạn xa, bạn không hiện đoạn đầu, làm sao tôi chuẩn hóa được cái đường chính tông, ống thông đúng không? Thì đấy là những cái thứ được gọi là công cụ chẩn đoán. Tiếp theo nữa là khía cạnh đạo đức của nghiên cứu là gì? Thì nữa thầy Minh Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta xem xét nghiên cứu được đạo đức là thế nào. Và cuối cùng ở đây có hai thứ chúng tôi muốn các bạn viết ra. Hạn chế nghiên cứu là gì? Hạn chế để làm giảm cái tính đúng đắn của nó ở đâu? Mình phải biết được là nó bị ở điểm nào. Và thứ hai là tính khả thi, tức là khó khăn là gì? Cái này thầy hướng dẫn giao cho em nhưng mà không có tiền. Tôi nghĩ viết ra, mình phải nhận thức ra được tính khả thi ở đâu, khó khăn là cái gì thì chúng ta mới biết được. Như vậy là cái điểm số 9 là điểm bắt buộc các bạn phải viết ra cụ thể tính đúng và tính khả thi. Cuối cùng là tính thực tiễn, triển vọng, tức là làm triển vọng nó có phát triển thành cái mới hay không. Nếu bây giờ lỡ may tôi làm kết quả âm tính thì tôi làm gì? Các bạn vui lòng viết cái chữ đấy vào đây để chúng ta cùng nhau tính toán xem là như thế có đáng để làm hay không. Ví dụ bạn ngồi hội đồng bảo tôi nghĩ rằng 90% cái này kết quả là âm tính, đúng không? Thì các bạn phải tính cái bước của nếu âm tính thì tôi sẽ viết thế nào, ở đâu sẽ chấp nhận đăng, kiểu như vậy. Nghiên cứu này có được thông qua hay không, hay là lúc đấy lại gãi đầu gãi tai là bước đầu cái quái gì ạ, bước đầu như thế là vi phạm đạo đức nghiên cứu chứ không phải là không. Và đây là những cái điểm chúng tôi sẽ nhận xét cho các bạn, các thầy sẽ nhận xét các cái form như thế này. Giả thiết nghiên cứu hợp lý hay không, đây là liên quan đến chuyên môn, chúng tôi sẽ lờ đi. Tính đúng đắn khả thi khoa học, chúng tôi sẽ lờ đi. Và chúng tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu về vấn đề phương pháp. Mục tiêu đã đủ cụ thể hay chưa? Thiết kế có phù hợp hay không? Thuật toán lựa chọn có đáp ứng được câu hỏi trả lời hay không? Khía cạnh đạo đức là như thế nào? Hạn chế về mặt phương pháp nghiên cứu ở điểm nào? Và cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất. Thiết kế nghiên cứu cần thay đổi gì để làm được tốt hơn? Đây là cái mẫu các thầy sẽ trả lời các bạn. Còn đây là các mẫu gì ạ? Các bạn phải nộp cho các thầy. Được không ạ? Chúng tôi đã circulate, tôi đã luân chuyển một cái bảng để các bạn ký tên. Bạn nào không muốn trình bày, chỉ muốn đến nghe, hoàn toàn ok. Bởi vì các thầy phải đọc rất nhiều, cho nên là vui lòng ghi rõ là chúng em không muốn trình bày. Còn bạn nào muốn trình bày thì mời ký xác nhận vào đấy. Chúng tôi đã bao gồm cả các bạn, nội chú nội là những bạn đã đóng tiền cho khóa học này, thì các bạn được quyền tham gia cái đó. Còn các bạn có muốn hay không lại là chuyện của các bạn.
Và chúng tôi xin phép là trong hôm nay và ngày mai, là muộn nhất là ngày mai, chúng tôi cần có câu trả lời để sắp xếp về logistics. Thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đây là cái slide cuối cùng của chúng tôi, một các cái bước chính để đi từ đến nghiên cứu. Trong đó theo tôi và quan trọng nhất đó là gì ạ? Đó là bạn chọn vấn đề nghiên cứu là gì, câu hỏi gì bạn muốn, cái gì bạn thực sự muốn. Cuộc đời mình không thể nào có được một lúc có nhiều thứ, đương nhiên chỉ có thể có một thứ thôi, được thứ này mất cái khác, thì bạn muốn cái gì? Và các thầy sẽ giúp các bạn là làm thế nào để tạo ra nghiên cứu trả lời được câu hỏi đấy. Thế thôi. Thì đấy là cái thứ mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần chốt với nhau và để thống nhất. Đấy là cái phần mà chúng tôi cần phải trình bày. Hy vọng là chúng tôi đã nói được những gì mà các bạn cần biết. Bởi vì thực ra về mặt nguyên tắc, cái khóa học này sẽ không lặp lại những cái thứ mà trường y cũng đã dạy chúng ta liên quan đến thiết kế nghi vân vân. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại những cái điểm, rồi nhấn mạnh lại những cái sự tương tác giữa các phần với nhau mà thôi. Và trong quá trình chúng ta tính toán, chúng tôi rất mong các bạn liên lạc hỏi luôn các giảng viên, có gì hỏi luôn, làm như thế nào. Các bạn có thể mang bộ số liệu của bạn, các bạn có thể mang cái bảng mà các bạn định trình bày số liệu của bạn hỏi, và dựa trên cái phần mà chúng tôi gợi ý thì các bạn thiết kế đấy, nộp lại cho chúng tôi. Chúng tôi đề nghị tất cả các bạn đăng ký tham gia sẽ nộp lại cái bảng này rất ngắn gọn trong vòng 3-4 cái slide trước ngày thứ 6, để sau đó chúng tôi đưa cho các thầy đọc. Trên cơ sở đó thứ 7 chủ nhật chúng ta mới làm được. Và chúng tôi rất mong muốn các bạn sẽ có mặt để cùng lắng nghe, bởi vì trong cái quá trình mà chia sẻ, lúc đấy chúng ta mới làm rõ được những thứ mà chúng ta không biết, được không ạ? Thì đấy là những cái phần mà chúng tôi phải trình bày ngày hôm nay. Cái slide cho những chuyện này chúng tôi sẽ gửi lại các bạn qua email, cái bài phần trình bày của tôi cũng như là cái phần các bạn cần phải nói. Thì trước khi nhường lời cho thầy Minh Tuấn trong vòng 15 phút nữa, thì các bạn có câu hỏi gì, hoặc là có chi tiết nào bạn chưa rõ, hoặc cái cần gì, phần nào cần nhấn mạnh, thì các bạn cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời, hoặc là mời các thầy khác nói thêm trong quá trình giảng bài. Mời thầy Minh Tuấn lên hàng đầu ạ. Thầy đến phần của thầy rồi. Chúng em xin phép để lại một phần rất là lớn và rất là quan trọng của thầy Minh Tuấn, là thành viên của Hội đồng Y Đức trong Trường Đại học Y Hà Nội. Tất cả các đề tài các bạn sẽ phải đi vượt qua cái đó. Thầy sẽ biết được là chúng ta sẽ cần phải trả lời các câu hỏi nào. Và trong quá trình trao đổi chúng ta sẽ thảo luận thêm, cũng như là trong cái phần ứng dụng bàn luận trong thứ 7 chủ nhật, thì chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại các câu hỏi chuyện đó. Ví dụ có những cái lỗi rất là cơ bản, chúng tôi xin phép được chia sẻ, vì sau đó thì tôi lại phải có một câu hỏi khác. Ví dụ như chúng ta bảo là cái này bệnh nhân không mất tiền vì bảo hiểm sẽ trả tiền. Xin thưa, tiền bảo hiểm cũng chính là tiền của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu cái nghiên cứu đó thực sự là cần thiết, cần làm, thì lúc đó chúng ta mới có thể trong ngay được thôi. Còn nếu không, nhóm nghiên cứu phải trả tiền. Đấy là điều chắc chắn. Và chúng tôi cũng đã có truyền thống trả rất nhiều tiền rồi. Nếu cái đấy thực sự cần, mình phải trả tiền. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì? Là chúng ta có cái một cái gọi là consent form ấy, tức là đối với cả cái đồng ý tham gia nghiên cứu. Thì ở Việt Nam chúng ta thường là mặc nhiên coi là bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, nhưng cái đấy không phải. Và trong cái đó chúng ta cần phải giải thích rất rõ ràng là quyền lợi người ta là cái gì và nguy cơ là cái gì. Vì có rất nhiều các nghiên cứu, nếu bạn muốn chúng tí nữa thầy Tuấn sẽ nói, có hàng trăm các nghiên cứu khác nhau mà làm đến gần xong thì mới thấy là nó vi phạm y đức. Không đơn giản là chúng ta cứ nghĩ là làm đâu. Cho nên là cái đấy chúng ta sẽ trong quá trình thảo luận, chúng ta sẽ thảo luận kỹ nhau. Bởi vì là nhiều khi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, thì chúng tôi chỉ xin phép được lưu ý là nó có thêm một cái lĩnh vực mà đôi khi chúng ta không được rõ ràng nữa. Ngoài ra thì chúng tôi có một bài viết chung với cả một thầy ở trong trường y liên quan đến cái nghiên cứu trong bệnh viện, nhưng cái này đang ở dạng bản thảo, bản draft. Tôi có thể gửi cho các bạn dưới dạng file doc, nhưng mà vui lòng là không phát tán, bởi vì đây là chỉ là tài liệu dùng trong lớp học, mà đây lại là bản chưa được in, nên xin phép được nói rõ là như vậy. Trong này có viết lại một số các cái khái niệm trong cái phần vừa rồi, mà trong quá trình giảng có thể rất là nhanh mà tôi chưa kịp làm rõ, thì tôi nói trước với các bạn như thế. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái file doc của cái file văn bản của cái này. Đấy, thì để đấy ạ. Thế thì các bạn còn câu hỏi gì khác không ạ, liên quan logistics của lớp học? Vâng, thì nếu mà không có gì nữa thì
Chúng ta có thể nghỉ giải lao thêm một vài phút, rồi sau đó thầy Tuấn sẽ tiếp nối cái phần của chúng ta để bàn về vấn đề là đạo đức trong nghiên cứu ạ.